Chào các bạn thính giả đã đến kênh truyện đam mỹ tiểu muội hôm nay tiểu muội gửi đến các bạn bộ truyện tiểu đội bát quái siêu đẳng. chương 101, Yến Khôn và Tư không dịch ăn cơm xong liền về biệt thự Tư không dịch khoanh chân ngồi trên sofa, cầm di động dục già dục dịch. Thế nhưng cuối cùng cậu vẫn không đăng Weibo hôm nay, vẫn là sáng mai thích hợp hơn, thưa dịp mọi người đi làm, ngồi trên xe lướt điện thoại, đề tài này có thể thành một cú nổ lớn. Mà sự tình cũng giống hệt như trong suy nghĩ của tư không dịch, hôm sau cậu dậy thật sớm, ở căn tin trường học biên tập Weibo đầy đủ rồi đăng lên. Thế là, tộc đi làm đang ngồi xe bus và tàu điện ngầm chán muốn chết lướt điện thoại, bỗng nhiên Weibo nhảy ra một tin tức, sau đó cả đám đều ồ lên, hoặc là mang vẻ mặt hưng phấn bấm mở video và ghi âm. A còng tiểu đội bát quái V, gần đây có một tin hot muốn kể cho bạn bè xung quanh nghe A còng công tử Vạn Tiên Khánh V đại ngôn một hiệu đồng hồ tầm trung vốn tôi cũng định bỏ tiền mua một cái nhưng ai bảo tin tức của tôi quá linh thông làm chi dù sao tôi cũng không mua nữa mọi người tốt nhất cũng đừng mua còn nữa đại ngôn khác của vị công tử này là mặt nạ và các sản phẩm khác mọi người cũng nên suy nghĩ trước khi mua tôi thấy không đáng tin lắm thăng ghi âm ghi âm thăng video a à, còn tôi xem mà không nói lời nào sofa rốt cuộc đội trưởng phát huy lần nữa rồi lần này vẫn là giữ gìn hòa bình và chính nghĩa giới giải trí. Một like cho đội trưởng, tôi chưa kịp xem video, nhưng phòng trừng lần này là đại ngôn có vấn đề. a à, còng tôi một đi không trở lại, má nó, thật không ngờ vạn thiên khánh lại có đức hạnh này. Hai ngày trước em gái tôi ở nhà còn thề sống thề chết, nói người trong giới giải trí đều dối trá, chỉ có vạn thiên khánh là tùy tính lại chăm chỉ, kết quả hôm nay bị hung hăng đánh mặt. Như thế này là tùy tính và chăm chỉ. Ông nội mày á? A à còng vui vẻ mỗi ngày, chuyện này không có khả năng. Một vài tên muốn hắc vạn thiên khánh chúng tao, tụi bây có tâm tư gì? Khánh Khánh là một người chăm chỉ cố gắng như vậy, từng giúp fan bung dù và mua thuốc cho fan đó. Làm sao Vạn Thiên Khánh có thể nói những lời thế này? Tao không tin. A à còng đầu óc bị cương thi ăn, tình huống của lầu trên không khác gì tên Weibo của tôi, đầu óc cô bị ăn hết rồi hả? Ghi âm và video đều ở đây. Còn có thể là giả được sao? Nghe giọng nói khinh thường của vạn thiên khánh đi Hắn chính là xem phen như mấy đứa ngu mà đùa giỡn Giống như cô vậy Phòng trừng trong mắt hắn chính là một đứa ngu mà có nhiều tiền A à, Còng càng nghĩ càng thấy sợ Trọng điểm không phải là hắn nói quảng cáo hàng giả sao Theo bản ghi âm này Hiện tại trên cơ bản đa số đại ngôn của mấy tiểu minh tinh không nổi danh đều có vấn đề Cẩn thận nghĩ lại Chẳng lẽ không thấy rất đáng sợ hả? Theo tôi được biết Đa số đại ngôn của mấy tiểu minh tinh đều là đồ trang điểm. Quần áo gì đó kém chất lượng coi như xong đi, nhưng là thức ăn và đồ trang điểm thì đúng là làm cho lòng người rét lạnh. A à còng vạn tiên khánh rác rưởi, ha ha, đã từng làm fan ngu mốc mua cho vạn tiên khánh thức ăn đắt tiền và tây trang đặt may riêng, hiện tại tôi biến thành anti-fan. Coi bà đây là đồ mốc hả, đừng để tao thấy mày, tao mà thấy là tát chết mày. A à còng hiếm thấy chuyện kỳ quái, lầu trên của lầu trên hiện tại minh tinh quảng cáo sản phẩm giả còn hiếm lạ lắm sao? Chỉ cần không mất mạng thì ai có thể quản mấy thứ này? Nhiều lắm thì bọn họ kiếm thêm chút tiền mà thôi. Thế nhưng tôi nghĩ mọi người rất mù quáng. Ai nói đồ mà minh tinh quảng cáo nhất định là tốt. Tốt hay không tốt vẫn nên xem bản thân chất lượng sản phẩm mới đúng. Vì sự kiện này mà bình luận trên Weibo nhanh chóng tăng vọt, có ít nhất một phần ba cư dân mạng mắng vạn thiên khánh lòng giả hiểm độc nói hắn vì kiếm tiền mà không có điểm mấu chốt nào. Lại có một phần ba từng là fan của Vạn Thiên Khánh, nhưng nghe thấy hắn chính miệng mắng bọn họ là đồ ngu, nhóm fan trực tiếp biến thành anti-fan, bắt đầu mắng chửi Vạn Thiên Khánh trên mạng. Còn lại một phần ba là xem náo nhiệt, thảo luận về chất lượng sản phẩm của minh tinh làm đại ngôn hiện tại, hơn nữa còn có một ít fan não tàn liều chết chống đỡ, tóm lại Weibo thật loạn, nhưng quan điểm cơ bản của mọi người lại không thay đổi đó chính là vạn thiên khánh lòng giả hiểm độc sản phẩm minh tinh quảng cáo bị bóc ra vấn đề rất nhanh liền có người xuôi theo hướng gió liệt kê các sản phẩm mà vài minh tinh đang hot hiện tại làm đại ngôn trong đó có hai ảnh đế ba diễn viên vài đại hoa đán và tiểu sinh phái diễn xuất dù sao đều là minh tinh tuyến một tuyến hai từ không dịch hương trí bừng bừng lướt Weibo, bua thế mà lại phát hiện tên của cậu và trung khôi cũng có trong danh sách cậu đang ngồi trong lớp hơi tiếp nối không thể chia sẻ tâm trạng lúc này với yến tổng thế nhưng cả lớp của cậu cũng sớm vì chuyện này mà bàn tán ha tư không cậu cũng bị moi ra à không lo lắng chút nào sao nhìn tư thế mấy người này là muốn kiểm nghiệm tất cả sản phẩm minh tinh làm đại ngôn nha ảnh đế ảnh hậu hoa đán và tiểu sinh đều là đại ngôn các sản phẩm đẳng cấp có thể bảo đảm chất lượng chẳng qua là đắt thôi nhưng cậu phải làm thế nào bây giờ cậu nhìn xem nhìn xem, ngay cả quảng cáo thức ăn chó mèo, đồ ăn vặt, đồ hộp trong Weibo của cậu người ta cũng moi ra. Người ngồi bàn bên cạnh cầm di động cho tư không dịch xem, trong giọng nói mang theo chút lo lắng, nhưng vui sướng khi người gặp họa lại càng nhiều. Cũng không phải hắn ngóng trong tư không dịch gặp chuyện, mấu chốt là tư không dịch đẹp trai lại có tiền, giá người cao giáo, học giỏi, tính cách lại không tồi, thật sự là một tên rất đáng ghét đừng nói mấy nữ sinh xinh đẹp trong lớp, mấy nữ sinh trong khóa, thậm chí là toàn trường đều muốn gặp tư không dịch, đúng là chọc giận người ta. Tư không dịch liếc mắt xem thường, không cần cậu quan tâm vô ích. Nếu cậu có chút năng lực phân tích thì có thể nhìn ra đa số sản phẩm tôi quảng cáo đều là thực phẩm. Không nói đến nước trái cây có ga thuần động hiện tại bán rất chảy, người ta đã là công ty nước có ga chính thức đưa ra thị trường, các thành phần đều đã trải qua kiểm tra rất nghiêm khắc, căn bản không có vấn đề. Còn về quảng cáo thức ăn chó mèo, đồ ăn vặt, đồ hộp trên Weibo của tôi thì càng không cần lo lắng. Đại Hoa, Đại Hoàng và Tiểu Bạch nhà tôi chính là máy kiểm nghiệm tự nhiên, thức ăn được chúng nó thích tuyệt đối chịu được các loại kiểm gia. Vì thế tôi không hề lo lắng chút nào. Dáng vẻ tư không dịch rất chắc chắn, bên cạnh có một người tên là Tống Khắc Phong đã sớm cầm di động chụp hình cậu, sau đó đăng lên Weibo của hắn. Tư không dịch từ xa liếc hắn một cái, cậu không thích người bạn cùng lớp này. Theo lời nói của Tiểu Văn thì Tống Khắc Phong thường xuyên chụp ảnh và quay video ngày thường của cậu đăng trên Weibo của hắn, dùng để hấp dẫn fan thì không nói, hắn còn từng đặc biệt mặt dày cầm 20 bản ký tên bảo tư không dịch ký cho hắn. Đương nhiên bị cậu từ chối, cậu nghĩ đi học là đi học, không nên mang công việc vào trường lớp, nhưng Tống Khắc Phong lại nghĩ cậu không nể mặt hắn, trực tiếp đăng chuyện này lên Weibo, làm một vài người bàn tán hiện tại nhìn dáng vẻ này của Tống Khắc Phong là khỏi cần nói cũng biết, hắn thấy cậu nói chắc ăn như vậy nên đặc biệt chờ cậu bị đánh mặt đây mà. Tư không dịch cười lạnh một tiếng, cậu thật sự không sợ chuyện này, đại hoàng, đại hoa và tiểu bạch quả thật rất soi mói với thức ăn không tự nhiên, tuy thỉnh thoảng cũng đến quán ăn ven đường làm một bữa gia tăng hương vị, nhưng phần lớn chúng nó đều ăn thức ăn tự nhiên không ô nhiễm. Có đôi khi đồ chúng ngậm về còn ngon hơn món cậu mới ăn xong. Lúc này trên bua ngoại trừ vạn thiên khánh bị mắng, đề tài minh tinh quảng cáo sản phẩm giả cũng cực kỳ hot. Đã có người nhiệt tình thích bát quái và có nghề nghiệp liên quan đến hóa học đã làm thí nghiệm, còn có rất nhiều người trực tiếp liệt kê thành phần sản phẩm và nơi sản xuất lên Internet, chờ nắm bím tóc mấy minh tinh này. Lực lượng của quần chúng rất mạnh, đến chiều học xong, mấy sản phẩm được liệt kê trên đều bị kiểm nghiệm, một vài sản phẩm thật sự có vấn đề. A à, còng CAO quý lãnh diễm làm người ta ghét, ha ha. Quả nhiên khâu vân vân thấy tiền là sáng mắt, dám nói mỗi ngày đều dùng Mỹ phẩm có hàm lượng thủy ngân vượt qua tiêu chuẩn cho phép, còn nói hiệu quả rất tốt. Có người trực tiếp đến Weibo cô ta phản ứng ra mặt bị hủy kia. A à còng không ngờ được đâu, thật không ngờ ngay cả Trần Tư Vũ cũng không sạch sẽ, nhìn dáng vẻ thanh thuần cao quý của cô ta, thật không ngờ cô ta lại quảng cáo sản phẩm giảm cân không hề có tác dụng này. A à còng hừ 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 còn thiếu sao? Chẳng phải dầu gội đầu mà Lưu Dương quảng cáo cũng là hàng giả sao? Thật ghê tởm, tôi còn mua một chai đó, đến giờ tóc tôi còn chưa mọc ra, cũng bởi vì chai dầu gội này. Cư dân mạng giống như phát điên công khai lên án, thế nhưng mấy sản phẩm có vấn đề đều là của Minh Tinh hạng 2, mấy đại minh tinh vẫn có nhưng rất ít, dù sao bọn họ cũng rất coi trọng danh tiếng. Cho dù đại ngôn có vấn đề, vị diễn viên kia liền phát Weibo xin lỗi trước, xử lý quan hệ xã hội cực kỳ tốt. Về phần Tư Không Dịch, nửa năm gần đây cậu một lần là nổi tiếng, mà ngày càng có xu thế hot hơn, thế nên có rất nhiều người theo dõi cậu, thậm chí có vài tiểu minh tinh tâm tư bất chính đã thuê thủy quân, chuẩn bị nhân cơ hội này kéo Tư Không Dịch xuống ngựa. Nhưng chờ sau khi mọi người kiểm tra chất lượng thức ăn xong, bọn họ đều bực mình. Tư Không Dịch làm đại môn một hãng nước trái cây có ga, người ta là nhãn hiệu danh tiếng, đã sớm trải qua các loại kiểm nghiệm thành phần, không cách nào hắc được. Trừ cái này, Tư Không Dịch còn quảng cáo chín sản phẩm khác, hai thức ăn chó, hai thức ăn mèo, ba loại quả hạch, hai loại đồ hộp. Sau khi mấy món này được mang đi phân tích xét nghiệm, kết quả không có chút vấn đề gì không nói, người kiểm nghiệm còn đặc biệt nói một câu trong video, dinh dưỡng phong phú, có thể ăn thường xuyên. Làm rất nhiều người chờ xem Tư Không Dịch bị châm biếm cười không nổi. Mà cũng vì chuyện này, fan của Tư Không Dịch cười đến híp cả mắt. Ôi chao quả nhiên là tiểu dịch của chúng ta tinh mắt nhìn xem tiểu dịch nhà chúng ta không quảng cáo sản phẩm giả nào nhất là mấy món ăn hoàn toàn vượt qua khảo nghiệm nha đúng vậy đúng vậy tôi cho đại nhân mèo nhà tôi ăn nó ăn rất ngon miệng hơn nữa thân thể rõ ràng tốt hơn rất nhiều lồng bóng loáng không dính nước vuốt lên siêu sướng nha thức ăn cho chó cũng được lắm ít nhất nhóc nhà tôi không kén ăn chẳng qua ăn nhiều nên béo quá mệt tim à đồ hộp đã trở thành bữa sáng được chuẩn bị sẵn trên bàn của tôi, tuyệt đối không thể thiếu. Còn quả hạch nữa, tuy rằng không phải nhãn hiệu nổi tiếng nhưng cũng rất ngon. Một like cho tiểu dịch nha. Cuối cùng nhóm fan tổng kết lại, tuy tiểu dịch nhà chúng ta ham ăn một chút, bát quái một chút, thịt vô góp vui một chút, nhưng lại rất trung thực. Thanh niên tốt nghiêm túc, cố gắng, trung thực, không lừa bịp fan, minh tinh như vậy cứ cho tôi một tá. Thế là tư không dịch lại lên top search hơn nữa là mang nghĩa tốt. Chẳng qua đề tài này làm người đại diện hơi đau tim thăng MINS tinh ham ăn đáng tin cậy. Không chịu gọi điện thoại cho tư không dịch, không có việc gì, đừng lo lắng. Hiện tại tư, ham ăn, này cơ bản mang nghĩa tốt. Chỉ cần cậu không ăn thành tròn vo, mọi người sẽ không nói gì cậu. Hai ngày nữa chúng ta đi chụp ảnh quảng cáo quần áo. Anh tuyệt đối sẽ xé nát cái nhãn, ham ăn, trên người cậu trong lòng mọi người còn nữa không có việc gì thì đừng nhận quảng cáo thức ăn nhiều như vậy nhận vài loại khác nữa ví dụ như dụng cụ tập thể hình gì đó anh thấy trung khôi làm cũng rất tốt tư không dịch nhịn không được khóe miệng giật giật thôi ạ à, anh không em nghĩ quảng cáo thực phẩm vẫn tốt hơn một chút dù sao em cũng có vài nhân viên kiểm nghiệm mà tuy em cũng nghĩ giá người em không tồi nhưng bình thường em không dùng mấy dụng cụ tập thể hình gì cả không sử dụng thì không có quyền lên tiếng vậy nên thức ăn vẫn tốt hơn đáng tin cậy. Khổng chịu tức đến đau dạ dày, nghệ nhân của người ta thì được dán nhãn, xoái, manh, cao quý, gì đó, đến hắn thì lại thành ham ăn, bát quái. Không được, thật sự càng nghĩ càng mệt tim, lo lắng quá. Nhưng sốt ruột cũng không làm được cái quái gì, thôi, ít nhất còn có thể chất tự lên top sớt mà. Buổi chiều, Tống Khắc Phong vừa ăn cơm vừa khẩn trương lướt Weibo lúc thấy kết quả giám định mấy sản phẩm tư không dịch quảng cáo đều không có vấn đề tâm trạng vốn không tệ lập tức hạ xuống hắn nhịn không được nghĩ trong lòng tại sao tên này lại may mắn như vậy lần này rõ ràng có thể hất nước bẩn lên nhiều minh tinh đến lượt tư không dịch lại không được ngược lại còn làm hắn được khen ngợi tại sao lại bất công như vậy không phải chỉ có cái mặt đẹp trai hòa nhã nuôi vài con thú nuôi thôi sao một tên lòe thiên hạ Tống Khắc Phong hung hăng đập điện thoại xuống bàn, nghe nữ sinh bên cạnh thảo luận về Tư Không Dịch, hắn cười lạnh một tiếng. Nếu không có cái mặt đẹp trai, Tư Không Dịch còn không bằng hắn. Chỉ được có cái mặt. Lúc này, Tư Không Dịch bị Tống Khắc Phong cho là chỉ có cái mặt đang chờ ăn cơm trong biệt thự cạnh trường học. Trong lúc chờ đợi, cậu lướt đến kênh tin tức tài chính và kinh tế, thấy một tin tức gần như không làm người khác chú ý, sản phẩm của công ty Lục Thị bị kiểm tra có vấn đề nghiêm trọng về chất lượng và sản xuất thu hồi mấy chục vạn sản phẩm về xưởng để sửa chữa tư không dịch nghiêm túc suy nghĩ sau đó giật mình trực tiếp cầm di động chạy vào phòng bếp a khôn lục thị này có phải là gia tộc của vị thiên kim bầy hoa hồng và bóng bay ở quang diệu tinh quang lần trước không yến khôn đang nghiêm nghiêm túc túc làm mì ý hắn cầm dầu ô liu rót vào nồi không hề dừng tay nói trí nhớ của em ngược lại không tệ Nghe nói em còn đặc biệt không nể mặt nói cho thiên kim người ta một trận. Tư không dịch nhướng nhướng mày, em chỉ nói một trận, còn anh chính là làm thiên kim người ta lên top Weibo luôn. Đúng là chịu thua anh luôn, nhưng cô ta chính là hoa đào nát của anh đó hả? Yến khôn đảo đảo cái nồi, cầm một miếng cà chua nhỏ nhét vào miệng cậu, ăn đi. Anh vĩnh viễn không có hoa đào nát, hoa đào nát nào đến chỗ anh đều phải chết. Tư không dịch cười há há, em cũng biết làm mì lát nữa làm cho anh ăn nha. Cậu rất vừa lòng kết quả xử lý này, rất vừa lòng. Hắn nghe vậy không chút khách sáo cười nhạo một tiếng, em làm. Cho Đại Hoàng ăn đi. Đại Hoàng ở bên ngoài cực kỳ bất mãn gâu gâu hai tiếng, nó không thèm ăn. Thức ăn rác rưởi nửa chín nửa sống, tại sao nó lại phải ăn? Khi dễ nó qua tốt tính hả? Tư không dịch quay đầu gâu, gâu 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 ba tiếng với Đại Hoàng, tao làm thì liên quan gì đến mày, sau đó mới cười nói, lần này phòng trừng vạn thiên khánh và vị tiểu thư nhà giàu kia không dễ chịu rồi. Yến Tổng cười cười không nói, vạn thiên khánh và lục đình ngọc đâu chỉ là không dễ chịu. Quả thật bọn họ sắp phát điên rồi. Vạn thiên khánh đi tới đi lui trong biệt thự của hắn, lúc này bên cạnh hắn chính là cô gái xinh đẹp cùng hắn ăn cơm hôm qua. Vẻ mặt vạn thiên khánh vô cùng dữ tợn, chợt dừng bước tát một bạt tay lên mặt cô gái kia, là mày phản bội tao đúng không? Là mày ghi âm, tao nói chuyện nhỏ tiếng như vậy, cho dù là bàn bên cạnh cũng không thể ghi âm rõ ràng như thế. Trừ mày ra, không có khả năng là người khác. Nói, rốt cuộc ai phái mày tới? Đồ đê tiện, nếu hôm nay mày không nói rõ, sự nghiệp minh tinh của tao xong đời, mày cũng đừng nghĩ sẽ sống yên. Cô gái kia bị một bàn tay đánh ngơ ngác cả người, sau đó phục hồi tinh thần, trực tiếp gào khóc ầm ĩ trên sofa, Vạn Thiên Khánh, anh không phải là người chính anh không giữ miệng nói chuyện này với tôi xảy ra chuyện liền trách tôi lúc ấy hai cái ghế gần như vậy anh còn giở trò với tôi trên người tôi chỗ nào mà anh không sờ mó làm sao tôi có thể ghi âm sao không nghĩ là có người muốn kiếm chuyện với anh với tính cách này của anh chắc chắn đã đắc tội rất nhiều người còn trách người khác cái gì vạn thiên khánh bị câu này kích thích muốn phát hỏa hung hăng đánh cô gái hai cái câm miệng ông đây thế nào không đến lượt mày nói Cốt cho tao. Lúc này cô gái kia cũng tức giận, cầm túi sách đánh vạn thiên khánh hai cái. đã xảy ra việc thế này, hiện tại mày đã là chuột chảy qua đường. Bà đây không theo hầu, để xem sau này mày còn lăn lộn trong giới giải trí thế nào. Vạn thiên khánh nhìn cô gái ra cửa, hung hăng đập vỡ cái ly. sau đó hắn lại vô cùng lo lắng bắt đầu gọi điện thoại cho người quen, hy vọng có thể vượt qua cửa ải khó khăn lần này. mà tại nhà họ lục, lục đình ngọc bị cha cô tát một bạt tay ngơ ngác cả người cô còn chưa kịp gào khóc chợt nghe ông bố nói từ hôm nay trở đi mày bị cấm túc ở nhà không có bản lĩnh thì đừng trêu chọc người khác mày nghĩ yến khôn dễ trêu chọc như vậy hả hắn chỉ cần động một ngón tay là có thể đè chết lục thị mày nghĩ bố mày tạo dựng sự nghiệp dễ dàng lắm sao mày đúng là không những lòng tham không đáy mà còn ngông cuồng làm lục thị thua lỗ một nửa mày đừng nói câu nào với tao, ông đây hận không thể đánh chết mày. Sau này mày còn dám ỉ vào thân phận gây sức ép làm gì khác nữa thì nhà họ Lục không có đứa con gái như mày. Chờ sau khi Lục Đình Ngọc bị nhốt trong nhà, cô mới hiểu được lời của cha cô, sau đó đổ mồ hôi lạnh toàn thân. Cô không thể tin ngồi trên giường, thầm nghĩ sao Yến Khôn lại có thể, tại sao lại đối xử với cô như vậy. Rõ ràng cô là một đại mỹ nhân mà. Chương 102 dù lục đình ngọc suy nghĩ nát óc cũng không cách nào nghĩ ra tại sao yến khôn lại phải làm như vậy phải biết từ nhỏ đến lớn những người theo đuổi cô thật sự rất nhiều tất cả đàn ông gặp cô đều bày vẻ mặt ôn hòa thậm chí là lấy lòng nhưng tại sao yến khôn lại không đối xử với cô như vậy tự mình hiểu lấy là một đức tính rất tốt đẹp thế nhưng lục đình ngọc lại không có đức tính này một tí nào vì vậy cô chỉ có thể ngồi trong phòng đối mặt với ánh mắt phẫn nộ và chỉ trích của người nhà còn mất đi chỗ dựa lớn nhất sự nuông chiều của cha cô. Bên này, Vạn Thiên Khánh bị những người từng là fan mắng thành chó trên internet, còn bị những kẻ đối đầu trong giới giải trí bỏ đá xuống giếng. Đầu tháng 12, thanh danh của Vạn Thiên Khánh hoàn toàn thối, không còn đất sống trong giới giải trí. Khoảng thời gian này, từ không dịch lại nhận được vài lời mời quảng cáo của các công ty thức ăn chó mèo, đồ hộp, thức ăn vặt mà nước uống có ga thuần động cũng ký một hợp đồng 3 năm với tư không dịch, vừa ký hợp đồng xong, cậu cười thành một đóa hoa. Trong căn tin ở công ty, Trần Hy và Tả Kỳ nhìn tư không dịch cười như thằng ngốc, có chút bất đắc dĩ. Tả Kỳ cầm đũa chỉ vào cậu, chỉ tiếc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhìn cái dáng vẻ không phóng khoáng của cậu kìa. Hiện tại dù gì cậu cũng là gà con đang hót, chỉ là một hợp đồng quảng cáo mà thôi, cậu xem cậu cười giống cái gì rồi tôi diễn một concert là kiếm được sắp xỉ số tiền đó rồi. Mặc dù Trần Hy bên cạnh không mở miệng nhưng cũng gật đầu phụ họa. Hiện tại hắn nhận một bộ phim điện ảnh hoặc là phim truyền hình, ít nhất cũng phải một triệu tệ. Mà so với hắn, tuy rằng tuổi nghề của tư không dịch kém một chút, nhưng nếu nói đến nhân khí, hắn thật sự không bằng người mới debut nửa năm này. Con đường minh tinh của tư không dịch gần như thuận buồm xuôi gió đến đáng sợ, vì thế chuyện nhận được hợp đồng quảng cáo có giá trị thế này, sau này sợ là chỉ có thêm mà không bớt. Thật sự không cần phải cao hứng như thế. Tư Không dịch liếc hai người một cái, Đại Hoàng và Đại Hoa bên cạnh cũng làm theo, ánh mắt như nói, mấy người không biết nhân gian khó khăn đến thế nào đâu. Nhìn hai người là biết chưa từng chịu khổ rồi. Lúc còn nhỏ tôi không có ăn, đi theo bọn Đại Hoàng lên núi ăn rau quả dại, ngôi nhà cũ nát trong thôn Hồ Lô nhiều nhất chỉ có giá 5 vạn cũng bị chú tôi tranh nhau chiếm. Bây giờ có hợp đồng 3 năm này, tôi có thể mua được một căn nhà không tồi ở Bắc Kinh. Hơn nữa, trước đó tôi còn để dành được một ít tiền, nếu không phải tôi muốn mua một căn biệt thự nhỏ có sân vườn để mấy nhóc chơi đùa, hiện tại mượn thêm tiền là có thể mua được nhà rồi. Ở Bắc Kinh có nhà có xe, Tạ Kỳ và Trần Hy, được rồi, điểm này bọn họ đúng là không cần mở miệng. Bây giờ đã là tháng 12, không lâu nữa tuyết sẽ rơi, hai người cũng sắp được nghỉ đông phải không? Khi nào thì cậu thi? nghỉ đông ba người chúng ta ra ngoài chơi đi, ra nước ngoài thế nào, đi Hawaii đi, cảnh đẹp người đông, vất vả một năm rồi, dù sao cũng nên hưởng thụ một chút. Tả kỳ hương trí bừng bừng đề nghị, tư không dịch và Trần Hy đều động tâm. Trần Hy là vì rất hiếm khi có người mời hắn cùng đi nghỉ, vì thế tương đối động tâm, đương nhiên hắn dứt khoát không để ý bản thân đã từ chối không dưới 10 lần lời mời của vị tổng tài họ lục nào đó còn tư không dịch lại cảm thấy bản thân chưa từng đi ra nước ngoài xa xôi như vậy, cảm thấy từng trải việc đời cũng rất tốt, thế nhưng nhìn lại mấy thú cương nhà cậu, muốn đi cần phải bàn bạc kỹ hơn nữa. Tôi ra nước ngoài chắc chắn phải mang theo mấy nhóc, mà dẫn chúng nó theo thì phải gửi vận chuyển như hành lý, hay phải làm mấy thủ tục khác. Hai, nghèo quá không có máy bay riêng, nếu không tôi có thể đi khắp trời Nam Biển Bắc, chỗ nào cũng được. Trần Hy lập tức nghĩ đến chủ tử mèo ba tư nhà hắn, vẻ mặt cũng không khác gì tư không dịch. Trần Hy không che giấu bệnh công chúa khống của hắn chút nào, lúc này hắn đã vươn móng vuốt trộm sờ đại hoa nhiều lần, cô mèo nhìn vẻ mặt ngưỡng mộ của hắn nên mới ngạo kiều mà không cào hắn. Đúng vậy, đúng vậy, nếu chúng ta đều đi nước ngoài thì không thể mang theo công chúa rồi, hay là đi trong nước đi. Đi chơi trong nước, gần thì lái xe, xa thì gửi vận chuyển cũng tiện. Lúc ba người đang thảo luận, khổng triệu bước nhanh đến, nói với tư không dịch, có một nhãn hàng quần áo thể thao nổi tiếng ở Mỹ muốn tìm người phát ngôn trong nước. Bọn họ nhìn thấy quảng cáo nước trái cây có ga của cậu, vì thế chỉ đích danh muốn gặp cậu. Đây là một cơ hội cực kỳ tốt, nhanh đi theo anh. Nếu lát nữa cậu thông qua casting, lại có thêm thù lao sắp xỉ một căn phòng khách rồi. Tư không dịch nghe được căn phòng, hai mắt liền tỏa sáng, làm dấu gọi điện thoại với Tạ Kỳ và Trần Hy, sau đó kích động đi theo không chiều. Trần Hy và Tạ Kỳ nhìn dáng vẻ của cậu mà bật cười, sau đó Tạ Kỳ bắt đầu đặc biệt đắc ý kể chuyện ma với Trần Hy, tôi kể cậu nghe, lần trước tôi đi Nam Cương quay MV, đang quay bỗng nghe thấy có tiếng huyết gió bên tai. Ôi chào, cái cảm giác đó, Trần Hy vẫn duy trì nụ cười hoàn mỹ trên mặt, thầm nghĩ trong lòng, nếu không phải mèo ba tư nhà hắn đặc biệt thích ăn ở đây, hắn tuyệt đối không chơi đùa với cái tên có thể chất đặc biệt này lúc này tư không dịch đã đi theo khổng triệu vào phòng họp. Vừa vào cửa liền thấy phó tổng tài Yến Khảm đang nói chuyện với vài thanh niên nước ngoài trong rất thời thượng. Lúc cậu đi qua, hai mắt mấy người này sáng lên, trong đó có một người tiến lên muốn ôm tư không dịch, kết quả bị cậu né tránh. Ha, bạn đồng nghiệp, tôi chỉ nhiệt tình thôi mà. Người này phỏng chừng 35 tuổi, mở miệng nói chuyện với cậu. Tư không dịch nhìn người đàn ông tóc nâu mắt xanh này, thầm nghĩ cậu xem như gặp được người nước ngoài rồi, dáng vẻ rất có tinh thần, nhưng không đẹp trai bằng cậu nha. Tôi hiểu sự nhiệt tình của anh, nhưng ở đây chúng tôi vẫn xem trọng tiến hành theo tuần tự. Người nước ngoài kia nói tiếng Anh, tư không dịch cũng trả lời bằng tiếng Anh. Tốt xấu gì cậu cũng coi như là tiểu học bá, giao tiếp bằng tiếng Anh không thành vấn đề. Người nước ngoài kia nghe thế nở nụ cười, tôi thích tính cách thẳng thắn của cậu. Cậu có thể gọi tôi là John. Tư không dịch yên lặng gật đầu, nghe nói ở nước ngoài gọi một tiếng, 10 người thì có 8 người có cái tên đại chúng là rôn quay đầu lại. Nghe nói thần kinh vận động của cậu rất tốt, chúng tôi muốn phát triển một loạt quần áo thể thao thoải mái, quay một quảng cáo có động tác bác cua. Trước đó chúng tôi đã tìm không ít minh tinh trong nước, đáng tiếc thần kinh vận động của bọn họ không tốt, chúng tôi lại không muốn dùng kỹ xảo, vì thế liền chú ý đến cậu. Ngoại hình của cậu rất khá, tỷ lệ dáng người cũng không tồi, nếu có thể chạy parkour thì càng tốt chúng tôi sẽ ký hợp đồng với cậu còn về thù lao chúng tôi dự tính là 600.000 đô la thế nào nhưng cậu phải chạy thật ngầu vừa có phong thái vừa có tinh thần sao parkour người thực hiện phải di chuyển thành thục thông qua các bước nhảy nhào lộn trên các địa hình không bằng phẳng khác nhau việc di chuyển này phải được thực hiện rất nhanh bằng những bước chạy thoăn thoát những màn nhào lộn vượt chướng ngại vật phi thân và liên tục chạy không ngưng nghỉ khóe miệng tư không dịch giật giật, tôi còn chạy được thành tích rất tốt đó. Nghe rất giống chạy đua trong đại hội thể thao, nhưng cũng không đại biểu cậu không biết cái gì là parkour. Lại nói tiếp, parkour đúng là nhìn rất ngầu và có hơi nguy hiểm, còn khảo nghiệm thể lực và tố chất vận động của cơ thể. Làm vua bát quái, cậu biết rõ mỗi ngày trên Weibo đều có người phơi nắng chạy qua lại giữa các tòa cao ốc. Tiểu vận động này đối với cậu ngược lại không khó nhưng đối với minh tinh bình thường mà nói cũng không dễ dàng gì, mà cậu cũng cần phải tập luyện một chút. Hẳn là mọi người có nơi quay phim cố định đúng không? Ở đâu vậy, tôi phải đến đó thử trước mới được, hơn nữa bác cô coi được cũng cần phải luyện tập nhiều. Nghe thấy tư không dịch nghiêm túc nói như vậy, mấy vị đến bàn chuyện quảng cáo liền lộ ra vẻ cao hứng. John càng hưng phấn vỗ vỗ vai cậu, ôi, tôi đã nói ở đây chắc chắn có người thông minh hiểu chuyện mà. Không phải ai trong nước cũng đều nhát gan nha, tư không dịch đúng không? Cậu không biết đâu, trước kia chúng tôi đã đến vài công ty giải trí, kết quả sau khi mấy nam minh tinh chúng tôi nhìn chúng nghe yêu cầu của chúng tôi xong đều đòi dùng kỹ xảo. Ha, đúng là thú vị, hắn nghĩ khán giả là đồ ngu hay chúng tôi là đồ ngu. Quay một cái quảng cáo mà thôi, còn dùng kỹ xảo đặc biệt. Hắn nghĩ kỹ xảo đặc biệt là cái gì? PS hả? Ha hả? Vậy tôi còn thuê người quay quảng cáo để làm gì? Trực tiếp làm đồ hỏa hết cũng được vậy. Tư không dịch nghe thấy có chút gì ông. Cũng cảm thấy John nói rất đúng. Thế nhưng cậu cũng không thể để người khác nhận xét toàn bộ nghệ nhân là nhát gan và ngu ngốc chỉ qua vài người như vậy. Chẳng qua bọn họ không hiểu parkour là loại vận động nào mà thôi. Hơn nữa parkour ít nhiều gì cũng có nguy hiểm. Bọn họ lo lắng cũng phải. John gật đầu. Đúng vậy. Chúng tôi quay quảng cáo đã gặp nhiều người như thế quốc gia nào cũng có. Thế nhưng làm tôi tức giận chính là một minh tinh tên Côn Cần, hẳn là bình thường hắn có luyện parkour, cua, lúc biểu diễn cho chúng tôi xem cũng miễn cưỡng vượt qua. Chúng tôi thảo luận thật lâu mới quyết định thật sự không có ai thì chọn hắn. Kết quả hắn thế mà giờ công phu sư tử ngoạm, trực tiếp đòi thù lao 1,5 triệu đô la. Xít, sao hắn không đi ăn cướp luôn đi? Tư không dịch nghe con số 1,5 triệu đô la, lập tức lộ ra vẻ hâm mộ, suýt nữa làm nhóm người dôn nghĩ không biết cậu có muốn giờ công phu sư tử ngoạm không. Kết quả cậu nhanh chóng khôi phục vẻ mặt bình thường, ừ, tôi sẽ không đòi nhiều vậy đâu. Tiếng chung của anh không tồi nha, nếu tôi casting thành công, các anh có thể bàn chuyện thù lao với anh không? Tôi nghĩ tôi có thể làm được càng tốt hơn người kia. Nhóm người dôn nghe tư không dịch nói vậy cũng không trực tiếp phản bác, ngược lại dôn mở miệng, hay chúng ta tìm một nơi nào nó để cậu trình diễn bác qua thử tùy tiện chọn một nơi đi, thiết bị của chúng tôi đều để bên Mỹ, nếu cậu chạy tốt thì chúng ta đi Mỹ quay, cậu cũng sắp nghỉ đông đúng không? Nghỉ đông sang Mỹ ngốc 10 ngày nửa tháng, coi như đi du lịch. Tư không dịch không ngờ quay quảng cáo còn phải ra nước ngoài, thế nhưng có lẽ nhãn hiệu quần áo danh tiếng này muốn tốt còn phải tốt hơn. Nhưng mặc kệ thế nào, nếu có thể có cơ hội được ra nước ngoài bằng phí của công, đây là chuyện không tồi nha. Tuy bạn trai nhà cậu tỏ vẻ muốn dẫn cậu đi Mỹ chơi, nhưng cậu có bản lĩnh tự đi được, vậy không phải càng có địa vị trong nhà sao? Vì thế tư không dịch liền đi theo nhóm người John trực tiếp đến phòng huấn luyện thể hình trong công ty, John đã gọi hết người khác trong phòng ra, mấy người đi cùng hắn đứng ở cửa nhìn. Hắn nói với tư không dịch, cậu cứ tùy ý trình diễn, chúng ta chỉ có một yêu cầu, thật ngầu và lưu loát là được. Tư không dịch nở nụ cười, cũng không phải là yêu cầu gì lớn. Nói xong câu đó, từ không dịch dứt khoát chạy về phía trước, chỉ thấy cậu cực kỳ linh hoạt chạy qua lại giữa các thiết bị khác nhau, đồng thời nương theo các thiết bị mà nhảy lên cao. Tường đá trong phòng huấn luyện bị cậu dễ dàng nhảy lên, xa kép cũng bị cậu đùa giỡn một phen. Bởi vì các dụng cụ có hạn chế, từ không dịch không biểu diễn nhiều động tác, nhưng chỉ những động tác này cũng đủ làm người phụ trách bên kia kinh hỉ. Ai cũng có thể nhìn ta, thân thủ của cậu cực kỳ linh hoạt, tố chất cơ thể rất tốt. Lúc tư không dịch nhảy lộn nhào về phía sau rồi vững vàng tiếp đất, John kêu lên một tiếng rất tốt, còn vỗ tay tán thưởng. Lúc này đại diện khổng làm tường hoa bên cạnh mỉm cười, cuối cùng cũng đến lúc hắn lên sân khấu rồi. Sau đó cũng không biết khổng triệu và John bàn bạc thế nào, từ không dịch chỉ biết thù lao của cậu từ 600.000 đô la tăng lên 680.000 vạn, công thêm toàn bộ chi phí ở Mỹ suốt 15 ngày. Không thể không nói, đây thật sự quá tốt. Tư không dịch nhanh chóng chia sẻ tin này cho người yêu nhà cậu. Dù sao một người vui không bằng nhiều người vui. Thế nhưng, Yến Tổng vốn đang có tâm trạng tốt, nghe thấy cậu nói nhận được hợp đồng của nhãn hàng quần áo nổi tiếng Sky của Mỹ, có thể đi Mỹ quay quảng cáo, tâm trạng hắn lập tức hạ xuống. Giỏi, có thể tự mình đi nước ngoài đúng không? Đi nước ngoài quay quảng cáo còn không cùng hắn, vậy đi có ích lợi gì? Còn không bằng nghỉ đông ở nhà chơi mèo. Tư không dịch đặc biệt thông minh nghe ra bất mãn trong câu nói của Yến Khôn, nhanh chóng tỏ vẻ cậu có không ý đó, sau đó còn nghiêm túc nhờ vả, em muốn mang mấy nhóc theo, ừm, anh có máy bay riêng đúng không? Cũng không phải em sợ phiền toái gửi vận chuyển hay tiêm vaccine phòng bệnh gì, quan trọng nhất chính là em sợ chúng nó kiểm tra ra cái gì. Anh thần thông quảng đại như vậy, chắc chắn có thể làm được phải không? Yến Tổng nghe thế đặc biệt ngạo kiều hư một tiếng, mấy câu em vừa nói chỉ có một câu là đúng. Đó là anh thần thông Quảng Đại. Khóe miệng Tư không dịch cong lên, người này đúng là không khiêm tốn mà. Thế nhưng cậu lại cảm thấy hắn như thế lại đặc biệt thú vị, rất hợp khẩu vị của cậu. Vậy xin tổng tài thần thông Quảng Đại chuẩn bị sẵn sàng. Em đã đăng ký mạng rồi, chờ qua đó đăng tin tức bát quái nè. Nghe nói chuyện kỳ lạ ở nước ngoài cũng nhiều lắm, nhóm fan của em cũng tỏ vẻ bát quái trong nước cái nào cũng như cái nấy em ra nước ngoài tìm thức ăn mới cho bọn họ mới được. Há ha 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 há 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 Yến khôn, nghe em cười như vậy, cứ cảm thấy nên thắp nến cho mấy đại gia minh tinh ở nước Mỹ. Thế nhưng hắn lại thích kiểu cười nghe rất thú vị và láo ca này, nghe là tưởng tượng ra một con hổ ly gian trá. Mô hình, khổng triệu, hai người này đúng là má nó tuyệt phối. Chương 103, Tư Không Dịch và Yến Khôn thông qua cuộc điện thoại xác định chuyện đi Mỹ, nhưng dù đã xác định thì cũng phải đợi cậu nghỉ đông mới được. Bây giờ là đầu tháng 12, ước chừng một tháng nữa cậu mới được nghỉ, mà tháng cuối cùng này cũng là thời gian mà sinh viên điên cuồng ôn tập chuẩn bị thi. Cho dù cuộc thi đối với tư không dịch là chuyện nhỏ, nhưng vì quay phim mà cậu bị trễ chương trình học một ít, hơn 10 ngày gần đây cậu đều ngâm mình trong thư viện, tốt xấu gì cậu cũng bị điểm danh là thanh niên nhiệt huyết. Nếu thành tích quá tệ, không chỉ không có mặt mũi ra ngoài, mà những người trong giới giải trí nâng cao đạp thấp phòng chừng cũng sẽ kiếm chuyện. Trong phòng có bốn người, chỉ có hình Lưu Vân là đi theo tư không dịch đến thư viện, mạnh mặt và hách suất đều là theo quan niệm 60 điểm là đủ, thêm một điểm cũng lãng phí. Tất nhiên hai người có thể thi đạt yêu cầu, vì vậy hiện tại bọn họ không lo lắng chút nào. Tư không dịch ngồi trong góc thư viện, rất nhanh người thấy một mùi thơm nồng, quay đầu liền thấy hình Lưu Vân cầm một ly trà sữa đặt xuống trước mặt cậu. Uống đi, hiện tại trời lạnh lắm ngồi lâu làm cước chân là không tốt đâu sao cước là loại bệnh dễ xuất hiện ở mùa đông do nhiệt độ thấp môi trường lạnh giá ảnh hưởng đến các vùng da khu vực này cụ thể chính là các mạch máu ngoại vi nằm ngay dưới lớp da mỏng ở các đầu ngón tay chân tư không dịch nở nụ cười lắc lắc đầu bưng ly trà lên uống một hớp sau đó cảm thán nói hai đáng tiếc ngoại hình và khí chất của cậu tốt như vậy hình lưu vân nghe vậy cau mày sao vậy ngoại hình của cậu cũng không kém gì tôi mà. Tư không dịch cười nói, vừa rồi có ít nhất sáu, bảy nữ sinh ngồi xung quanh nhìn chằm chằm ly trà sữa trong tay tôi đó. Nếu tôi là một cô gái xinh đẹp thì mới xứng đáng được cậu quan tâm và ân cần chăm sóc nha. Hình Lưu Vân nghe thế bật cười, đừng có nói nhảm nữa, đọc sách của cậu đi. Phòng chứng tháng 2 âm lịch chỉ tôi sẽ đính hôn, đến lúc đó cậu tham dự nhé. Hai chúng ta là quan hệ gì chứ? Bạn bè đương nhiên phải đi thế nhưng bạn trai mà chỉ cậu chọn đã vượt qua khảo nghiệm của nhà cậu chưa không phải trước kia nói mọi người không đồng ý sao hình lưu vân nghe vậy lộ ra vẻ mặt tự đắc đương nhiên ít nhiều gì cũng nhờ tôi hòa giải người nhà của tôi ấy mà đa số đều tương đối nghe lời tôi tư không dịch nhướng mày nói giống như cậu là lão đại trong nhà vậy bác cậu không đánh cậu à lúc hình lưu vân nghe cậu nhắc đến chữ bác hai mắt đột nhiên trầm xuống sau đó cười lạnh một tiếng đẩy đầu tư không dịch qua đọc sách đi nghỉ đông cậu định làm gì có muốn đi đâu không à tôi đi mỹ một chuyến ký hợp đồng với hãng quần áo thể thao sky đi quay quảng cáo cậu theo bản năng không nói chuyện đi cùng yến khôn cho hình lưu vân biết hắn nghe thế gật đầu vậy sau khi trở về thì thế nào tôi nghe nói ở phía tây nam ngoại ô mới mở một sân trượt băng cùng đến đó chơi vài ngày không Tư không dịch đã chơi trượt tuyết nhưng đúng là chưa từng trượt băng, lập tức gật đầu nói, được nha, được nha. Hình Lưu Vân cười cười, vậy đến lúc đó thì liên lạc. Sau đó Hình Lưu Vân bị một cú điện thoại gọi đi, lúc hắn rời đi, Tư không dịch nhận thấy khí tức trên người hắn thay đổi một chút. Xào xạc, tiểu dịch tiểu dịch, hửm, chuyện gì, cỏ nhỏ gãi gãi cổ tay cậu, em cảm thấy hơi kỳ quái, hơi thở của người kia hình như không đúng lắm. Tư không dịch dừng lại một chút, rũ mắt nhìn ly trà sữa nóng hầm hập trong tay, sau đó thở dài nói ai mà không có lúc tâm trạng xấu. Có lẽ cảm giác của em sai rồi. Cỏ nhỏ nhân ra tâm trạng cậu không tốt lắm, liền an ủi mà gãi gãi lòng bàn tay cậu. Ngay lúc tư không dịch an ổn ngồi đọc sách, một nữ sinh ngồi trước cậu một bàn bỗng nhiên đứng lên, rất nhanh đi đến bên cạnh cậu rồi đặt mông ngồi xuống, thoạt nhìn vừa khẩn trương vừa thẹn thùng. Nhưng cậu lại nhận ra dường như cô đang cực kỳ sợ hãi tư không dịch cậu đừng nhìn tôi cậu có thể giúp tôi được không tôi cảm giác tôi cảm giác hai ngày nay luôn có người theo dõi tôi nhưng dù tôi nói ra cũng không có ai tin nhưng tôi thật sự cảm giác được có nguy hiểm đến hai ngày trước đồng đồng phòng kế bên nửa đêm dậy đi toilet thì bị cảm lạnh nhưng đến bây giờ cô ấy vẫn không khá lên tôi rất lo lắng sau khi tôi đi thăm bạn ấy cảm thấy có khả năng cô ấy bị đồ dơ bám vào nên mới thế nên cậu có thể giúp tôi không nữ sinh kia cúi người xuống bàn tôi cảm thấy có khả năng tôi cũng bị bám vào tư không dịch nghe thế cả người đều ngơ ngác cậu kiếm chế lắm mới không trực tiếp đứng lên cậu làm như không có việc gì liếc nhìn phía sau cô gái một cái sau đó cúi đầu lật một trang sách nói cô nói chuyện thật kỳ quái cô nói đồ dơ là cái thứ kia đó hả còn nữa tôi không rõ tại sao cô lại tìm tôi gặp loại chuyện này không phải nên nói cho cha mẹ trước tiên sao, hoặc là nói với bản thân. Cậu và nữ sinh này hoàn toàn không quen nha. Sau đó Tư không dịch chợt nghe cô gái nức nở nói, tôi nói với bạn rồi, họ cũng không tin tôi. Tôi, tôi nghĩ cậu rất tốt bụng, trước kia có lần tôi làm rơi đồ, cậu cũng nhặt giúp tôi. Hơn nữa, hơn nữa cậu còn có kỵ sĩ và công chúa, còn có tiểu Bạch nữa. Cậu, bản thân cậu cũng rất lợi hại, còn biết võ, cho nên, cho nên Thấy cô gái muốn khóc, Tư không dịch nhanh chóng an ủi, "Được rồi, cô đừng gấp, cô nghĩ chuyện này phải giải quyết thế nào? Hay là buổi tối tôi đi với cô một vòng, nhìn xem có chuyện gì kỳ quái xảy ra không?" Tôi cũng không biết nên làm gì bây giờ. Thế nhưng nếu thật sự có đồ dơ, Đại Hoàng và Đại Hoa sẽ nhận ra. Dù sao trên thế giới này vẫn có những chuyện kỳ lạ mà. Lần này nghe nữ sinh nói như vậy, cậu ngược lại muốn nhìn một cái xem rốt cuộc thứ kia là vật gì. Cô gái thấy tư không dịch đồng ý giúp đỡ còn muốn đi một vòng tìm nguyên nhân kỳ quái, sau khi thả lỏng lại cảm thấy mũi chua xót. Dù thế nào cô cũng không ngờ, bản thân, bản chi kỷ của cô lại không tin lời cô, nhưng người mà cô hoàn toàn không quen lại đồng ý cùng cô đi điều tra vấn đề. Cảm ơn cậu, thật sự rất cảm ơn cậu, tôi, tôi tên là Hạ Thiến Thiến, cậu gọi tôi Thiến Thiến là được rồi. Tư không dịch gật đầu, vậy cô về trước đi, tôi cũng quay về chuẩn bị, gọi mấy nhóc đại hoàng nữa. Tối nay 7 giờ gặp ở Minh Hồ Cảnh Trường, được không? Hạ Thiến Thiến dùng sức gật đầu, được, tôi, tôi đi đây, tôi cũng muốn chuẩn bị chút đồ. Hạ Thiến Thiến nói xong liền chạy nhanh như gió, cậu nhịn không được hơi nhíu mày tự hỏi, rốt cuộc cô gái này chuẩn bị cái gì vậy? Không phải là máu cho mực gì đó chứ, gần đây máu cho mực thuần khiết rất khó tìm động tĩnh của hai người bên này rơi vào mắt không ít người, nữ sinh trong thư viện còn được chứ ánh mắt mấy nam sinh nhìn tư không dịch quả thật như có khổ đại cầu thâm. Người này giống như một cục lửa lập lòe trói sáng, mấy nữ sinh đã không nhiều còn bị tư không dịch hấp dẫn. Nữ sinh xinh đẹp vừa rồi phỏng chừng là tỏ tình thất bại, nhìn đi, hai mắt người ta đỏ bừng hết cả luôn. Tài nguyên tốt như vậy cậu không cần thì cho chúng tôi đi. Cậu đã có nhiều phen nữ như vậy rồi, phải trừ cho người ta một chút chứ. Tư không dịch cảm thấy bầu không khí không đúng lắm. Nghĩ nghĩ rồi thu dọn sách vừa nhanh chóng bước ra ngoài. Đi thẳng về biệt thự cạnh trường học. Trên đường, cậu bảo cò nhỏ báo cho bọn đại hoàng. Cậu cần hỏi trước tình huống. Nhân tiện nói chuyện này cho bạn trai nhà cậu mới được. Chuyện làm tư không dịch kinh ngạc chính là Yến Khôn đang ở trong biệt thự. Cậu vừa vào cửa liền thấy hắn đang cắt dưa hấu bỏ vào máy ép. Đây là muôn ép dưa hấu A nhưng khi cậu nhìn lại áo khoác lông và áo lót giữ ấm trên người cảm thấy bạn trai nhà cậu có lẽ đầu óc không đúng lắm ngày đông lạnh lẽo anh uống nước dưa hấu hả yến khôn quay đầu lại hơi bất ngờ nhìn thấy tư không dịch hôm nay cậu về hơi sớm thế nhưng nhìn gương mặt hiện rõ chữ anh bị kích thích hà của cậu yến tổng lườm một cái lát nữa em không được uống mùa đông dưa hấu cũng không rẻ hơn nữa chắc chắn em chưa từng nếm thử cảm giác đông lạnh sảng khoái khi uống vào ngày đông đâu. Yến khôn ép dưa hấu xong, bỏ một ít đá nhỏ và bơ lên, sau đó nhớ mày nhìn tư không dịch đang ngồi trên sofa nhìn chầm chầm ly nước bất động sao hôm nay về sớm vậy. Còn nữa, đừng có nhìn nước dưa hấu của anh, không phải em nghĩ đầu óc anh có vấn đề sao. Ngày đông lạnh lẽo, uống nước dưa hấu làm gì à? Khóe miệng tư không dịch giật giật, trực tiếp đặt mông ngồi xuống cạnh Yến khôn giơ tay muốn cướp cái ly trong tay hắn, kết quả bị Yến Tổng lợi dụng yêu thế tay dài, giơ lên cao làm cậu sống chết cũng không với tới. Sao anh có thể như vậy? Vừa nãy em chỉ nói, mùa đông uống nước dưa hấu lạnh như băng nhất định cực kỳ sảng khoái. Vậy mà là người yêu đó hả? Anh mà như vậy là mất em đó. Tư không dịch vừa nói vừa dứt khoát vòng chân khóa ngồi trên đùi yến khôn giật ly nước dưa hấu. Thật vất và cướp về tay mới phát hiện tư thế này không đúng lắm mà có vẻ như cơ thể Yến Tổng cũng không thích hợp. Hắn giơ tay ôm eo tư không dịch, cười cười khi thực hiện được ý đồ, sau đó dựa người vào sofa hỏi, uống nước của em đi, uống xong chia anh một ngụm. Nói xem, rốt cuộc là có chuyện gì, cũng không biết đầu óc tư không dịch đang nghĩ cái gì, thế mà uống một ngụm lớn, sau đó ngậm trong miệng rồi cúi đầu hôn Yến Khôn. Hắn tuyệt đối không ngờ người yêu sẽ chi kỳ như vậy nha, vừa muốn nói gì đó đã cảm thấy trong miệng lạnh lạnh ngọt ngọt, lập tức giơ tay đè đầu cậu, hung hăng làm nụ hôn thêm sâu. Lúc hai người hôn đến khó tách ra, giống như sung sắp cướp cò, đại hoa bỗng phẫn nộ meo một tiếng. Meo 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 méo méo méo, tách ra tách ra, chưa có lấy tờ giấy hồng hồng là chưa được giao phối. Dù là liếm lông cũng không được, cả người tư không dịch lập tức cứng đờ, sau đó giờ khóc giờ cười. Cái này không phải là liếm lông cho nhau đâu, chỉ có động vật mới liếm lông biết không bọn họ là nghiêm túc yêu đương mà. Yến khôn, khi nào thì mới đến ngày lành không có thú nuôi ở nhà vậy. Dù một ngày cũng không có hả. Yến Tổng bưng ly nước nhìn tư không dịch, dùng ánh mắt hỏi cậu lý do hôm nay về nhà sớm. Cậu kể lại chuyện trong thư viện chiều nay cho hắn và năm nhóc nghe. Tụi bây nghĩ thiên thiên nói thật không? Cá nhân tao thấy có khả năng, chẳng phải tụi bây cũng là sinh vật không tầm thường sao? Còn nữa, nếu một người sau khi chết mà có chấp niệm quá nặng, vẫn sẽ lưu lại năng lượng xấu đúng không? Vậy nên tao muốn điều tra xem rốt cuộc đây là chuyện gì? Nói thế nào thì tiến tiến cũng xin tao giúp đỡ, cũng xem như có dính dáng, tao phải đi nhìn xem. Yến khôn trầm tư một lúc, cuối cùng gật đầu nói, không loại trừ khả năng có người làm việc xấu. Em đừng nhìn anh như vậy, em không biết những chuyện trong cái vòng lần quần này đâu, phải biết, người càng quyền cao chức trọng thì lại càng sợ chết, càng có quyền có tiền lại càng có lòng tham bọn họ dùng tất cả biện pháp để bản thân sống lâu thêm vài năm hoặc là nuốt thêm càng nhiều tài phú vậy nên vẫn phát sinh một vài chuyện kỳ quái tư không dịch giống như nghe được đại bát quái hai mắt lòe lòe tỏa sáng nói nhanh lên rốt cuộc là chuyện gì anh gặp chuyện kỳ quái hả so với sự tồn tại của tiểu văn tiểu bạch còn kỳ quái hơn hắn bật cười một tiếng hiện tại anh ở vị trí này có thể thấy được rất nhiều thứ nhưng anh là người tương đối chính phái Yêu nước kính nghề, thành thật nghiêm túc, là thanh niên ưu tú được quốc gia khen ngợi mà. Vì thế anh sẽ không dính đến tà đạo ngoại môn, anh chỉ xem trọng năng lực và khoa học kỹ thuật, dốc hết toàn lực, khoa học kỹ thuật là mạnh nhất. Có nó, anh có thể đứng ở thế bất bại. Tư không dịch liếc mắt xem thường, được rồi được rồi, anh giỏi. Giờ mau nói xem, rốt cuộc anh có nhìn thấy chuyện kỳ quái nào không? Sao lại không có được? Nói về nhà họ Bạch ở Bắc Kinh đi đó cũng là một đại thế gia, nhà bọn họ từng xảy ra một chuyện lạ. Khoảng chừng 3 năm trước, toàn bộ đàn ông nhà họ Bạch đều mắc một căn bệnh kỳ lạ, nhưng đến bệnh viện kiểm tra lại không phát hiện vấn đề gì, thế nên người nhà họ Bạch cũng không để ý nhiều. Nhưng 3 tháng sau, Bạch gia chết hết mười mấy người đàn ông, trong đó có cả ông Bạch và gia chủ đương nhiệm nhà họ Bạch, một gia tộc hùng mạnh suýt chút nữa sụp đổ, nếu không có con dâu cả lợi hại, nhà họ Bạch đã tiêu tan rồi. Yến Khôn nói xong nhìn tư không dịch, em thấy chuyện này có thú vị không? Cậu gật đầu, thật sự là rất thú vị. Rốt cuộc là nhà họ Bạch bị đối thủ hãm hại, hay là con dâu cả muốn đoạt gia sản? Dù là người nào thì cái chết của người nhà họ Bạch đều rất kỳ quái. Nếu chuyện này thật sự có người dở cho quỷ, vậy cũng quá lợi hại rồi, anh không sợ sao? Yến Khôn nghe thế cười lạnh một tiếng, nếu thật sự có người dở cho quỷ, thủ đoạn của hắn còn lợi hại, nhưng có gì phải sợ chứ chuyện gì cũng có manh mối để lần theo nếu anh xảy ra chuyện giống vậy còn không chờ bọn chúng hạ độc anh đã có thể tóm kẻ sau lưng rồi còn chờ ba tháng để hại chết anh hả hơn nữa tuy rằng cũng có người có tài năng đặc biệt nhưng anh không biết còn có người có năng lực lớn như vậy trừ phi có pháp bảo đặc biệt lợi hại nhưng anh vẫn không tin tư không dịch gật đầu rồi lại bĩu môi bạn trai tổng tài phiếu cơm nhà cậu tương đối khó bị hãm hại dù bị gài bẫy cũng sẽ không chết dễ dàng như người nhà họ bạch. Nhưng chuyện gì cũng có ngoại lệ, ai nói trên đời này sẽ không có pháp bảo lợi hại, lỡ như có, lại bị người không có năng lực lấy được, hậu quả này nghĩ thế nào cũng thấy chua sót. Dù thế nào cũng phải đi nhìn xem, gâu mèo chít vo ve xào sạc, tiểu chủ nhân nói rất đúng. Nếu thật sự có yêu nghiệt, nhất định phải cắn chết trước rồi nói sau. Chương 104 tư không dịch nhanh chóng quyết định phải đi xem cái thứ yêu ma quỷ quái kia là gì đừng nhìn yến tổng bày vẻ mặt không tin chuyện ma quỷ kỳ quái dù là có thì cậu và mấy nhóc cũng không cách nào nhận ra qua vẻ mặt của hắn nhưng tư không dịch vẫn thấy được vẻ cực kỳ hứng thú trong mắt hắn cậu cười cười anh muốn đi với tụi em không nhìn anh có vẻ rất muốn đi nha nhưng anh chỉ có thể đứng bên cạnh xem thôi không thể đứng chung với em yến tổng tỏ vẻ đãi ngộ này làm hắn không vui sức lực của em quá kèm, lỡ như xảy ra chuyện gì thì sao, em định để anh chưa kết hôn đã quá vợ à. Em phải chịu trách nhiệm cuộc đời anh, anh mà FA cả đời thì em có tội không thể tha thứ. Tư không dịch suýt bị mấy câu tẻ nhạt này của hắn chọc tức bật cười, vậy anh định thế nào? Với gương mặt này của anh, ra ngoài sẽ bị vây xem, hơn nữa hai chúng ta mà cùng xuất hiện, chắc ngày mai sẽ lên top đó. Em còn muốn an an ổn ổn chờ đến lúc tốt nghiệp, Yến khôn hừ một tiếng rồi đứng dậy đi vào thư phòng. Cậu còn tưởng người này thẹn quá thành giận, tức đến khó thở nên bỏ đi. Kết quả không lâu sau, cậu liền thấy một người đeo kính, chân dài mặc quần áo thể thao, thoạt nhìn giống hệt soái ca khoa thể dục xuất hiện trước mắt. Lúc này, Yến khôn vẫn là khuôn mặt đó, nhưng dường như lại hơi không giống dáng vẻ vốn có của hắn. Tư không dịch kinh ngạc chạy đến nhìn kỹ, một lúc lâu mới nói anh hóa trang hả lông mày và kiểu tóc đã thay đổi, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng khác đi. Hắn nhìn cậu lộ ra dáng vẻ nhà quê, cười nói, chưa từng thấy đúng không, đây chỉ là một món đồ nho nhỏ để hóa trang sơ sơ thôi. Tư không dịch giơ tay sờ sờ lông mày, hai mắt và cả khóe miệng của hắn, cẩn thận vuốt ve sẽ phát hiện có dán một lớp gì đó. Lập tức hai mắt cậu sáng ngời, lộ ra vẻ mặt cực kỳ hứng thú, đặc biệt muốn chơi một chút, có thể cho chơi một chút không? Cặp mắt kia lóe lên tia sáng linh động mê hoặc người khác, làm Yến Khôn suýt nữa không cách nào rời tầm mắt, muốn không? Muốn, thật thú vị, nếu cho em, sau này em đi ngoài đường sẽ không bị vây xem nữa. Yến tổng đặc biệt ngạo kiều hất cằm, "Đến khi nào em có thể tự tay làm một bữa ngon cho anh, đến lúc đó anh mới cho em." Cậu nghe thế khóe miệng co rút, ngay cả Tiểu Bạch và Đại Hoa yên lặng vây xem cũng dùng móng vuốt che mắt. Nói thật tiểu chủ nhân nhà chúng nó đúng là rất thông minh, tư duy linh hoạt, suy một ra ba, học cái gì cũng được, nhưng ai mà trời sinh không có khuyết điểm chứ. Khuyết điểm của tiểu chủ nhân nhà chúng nó chính là nấu ăn mười mấy năm, từ đầu đến đuôi chỉ nấu được hai món nấu mì và cơm rang trứng. Trình độ miễn cưỡng có thể ăn được, không có chút mỹ vị gì. Vậy nên Yến Tổng thật sự đưa ra vấn đề khó khăn không nhỏ cho bạn trai. Tư không dịch nhìn Yến khôn như biến thành người khác, cuối cùng cắn răng nói, được. Không có gì ghê gớm, em không tin có thứ mà em không học được. Yến khôn nghe cậu nghiến răng nghiến lợi, nở nụ cười nói, sắp đến giờ rồi, ăn tối trước đi, sau đó nhanh chóng đi đến bờ hồ. Tư không dịch gật đầu, 7 giờ tối, hai người đúng giờ đến Minh Hồ, Hạ Thiến Thiến mặc áo bành tô màu vàng bằng nỉ đã sớm đứng đó. Cô vốn còn lo lắng, khi nhìn thấy tư không dịch, lo lắng trong lòng lập tức tan biến lộ ra nụ cười cảm kích vẻ mặt kia làm yến tổng uống một vò giấm chua thật lớn tư không dịch cậu đến thật rồi tư không dịch thấy vậy có chút thông cảm cho cô ừm đó giờ tôi nói là giữ lời sau đó cậu kéo cánh tay yến khôn tôi còn dẫn theo đàn anh khoa thể dục nè anh ấy rất giỏi võ hơn nữa dương khí rất dày rất lợi hại tối nay dù là người hay quỷ chúng ta cũng không sợ hạ thiến tiến rất cảm kích nhìn yến khôn Người kia lại tỏa ra hơi thờ cao quý khó gần. Trái lại làm Hạ Thiên Tiến càng thêm vững tin trong lòng, tốt quá tốt quá. Mặc kệ thế nào, tôi nhất định phải làm rõ chuyện này, bây giờ đồng đồng vẫn còn hôn mê, tôi muốn giúp bạn ấy. Tư không dịch nhìn tượng Phật bằng ngọc và cây thập giá bằng bạc trong tay Hạ Thiên Tiến, rõ ràng đây là món đồ mà cô chuẩn bị trước. Cậu nhịn không được xấu xa nghĩ, lỡ như con ma kia không sợ Phật cũng không sợ chúa chỉ sợ đạo sĩ vậy hạ thiến thiến uổng công chuẩn bị rồi khổ vậy bây giờ làm gì làm cách nào tìm ra thứ kia hạ thiến thiến cũng ngơ ngác cô cũng không biết khi nào thì thứ kia đi theo cô hiện tại lại có hai nam sinh bên cạnh không biết thứ kia có sợ mà không dám đến không cô không thể bảo tư không dịch luôn bên cạnh cô vậy nên tối nay nhất định phải có thu hoạch nghĩ như vậy hạ Thiên thiến cắn răng hỏi chúng ta đi vòng quanh hồ đi bây giờ là mùa đông, nơi này rất ít người, hai cậu đi cách tôi 5 mét. Cứ đi như vậy đại khái một giờ đồng hồ, nếu không có dấu hiệu gì đi cách tôi 10 mét, lại đi thêm một giờ. Nhiều nhất là 20 mét, nếu giữ khoảng cách này mà vẫn không có dấu hiệu gì thì phòng trường tối nay sẽ không phát hiện được gì rồi. Tư không dịch có chút ngoài ý muốn nhìn cô, có thể nói như vậy chứng tỏ cô là một người rất có ý tưởng, mà còn suy nghĩ rất rõ ràng. Bây giờ là 7 giờ tối, Trễ nhất là đến 11 giờ, thời gian 4 tiếng có thể tìm được chút dấu vết. Được, cứ như vậy đi, đi cách 5 mét trước. Ừ, Hạ Thiến tiến gật đầu, sau đó cất tượng Phật bằng ngọc và cây thập giá vào hai túi trái phải, rồi lại lấy ebook ra vừa đọc vừa đi vòng vòng quanh hồ. Nhìn dáng vẻ đọc say sưa của cô, khóe miệng Tư không dịch co rút, cảm thấy đây mới là sự chuẩn bị tốt nhất của cô, đúng không? Nếu tối nay cậu không dẫn Yến Khôn đến, vậy chắc bốn tiếng này sẽ chán đến chết. Mà lúc này, Đại Hoàng, Đại Hoa, Tiểu Bạch, Tiểu Văn và cả cỏ nhỏ đã sớm cắm chốt ở bốn vị trí khác nhau bên hồ. Cỏ nhỏ bố trí không chế toàn diện, bốn nhóc chiếm lĩnh bốn hướng, phía sau Hạ Thiến Tiến còn có tư không dịch và yến khôn. Cậu nghĩ nếu bầy thiên la địa võng như vậy mà còn không bắt được, đồ dơ kia, vậy cậu có thể cuốn gói về nhà rồi. Ngay cả Yến Khôn, lúc phát hiện vị trí của bốn nhóc và điểm khác thường của cỏ nhỏ hắn cũng chấn động trong lòng hắn tự nghĩ bản thân đã đánh giá mấy con thú cưng của tư không dịch rất cao rồi nhưng hiện tại mới phát hiện hắn vẫn đánh giá thấp chúng nó đây quả thật là một trong những thủ đoạn phục kích đáng sợ nhất để giết người không ai sẽ hoài nghi chó mèo giết người lại càng không nghi ngờ cọng cỏ bình thường sẽ có vấn đề này đúng thật là à anh có chỗ ở bên mỹ không em đi new york chụp quảng cáo anh cũng đi New York hả? Yến Khôn gật đầu, "Ừ, anh cũng đi New York, công ty mà anh bàn hợp đồng có tổng bộ ở New York. Anh vốn lo lắng cho sự an toàn của em khi đi đến đó, nhưng bây giờ nhìn mấy con thú cưng nhà em, anh nghĩ dù anh có vấn đề, bên em cũng sẽ không có chuyện gì." Tư Không dịch lập tức lộ ra vẻ đắc ý, "Đương nhiên, đàn em của em đều lợi hại đến tận trời đó. Một mình đại hoàng có thể cắn chết 10 con chó ngao đó, anh tin không?" Yến Khôn cảm thấy không có khả năng, nhưng nhìn dáng vẻ vô cùng tự tin của cậu, hắn biết cậu tuyệt đối không nói bậy, bèn lắc lắc đầu nói thật sự rất lợi hại. Tư không dịch còn đang muốn đắc ý, bỗng hạ thiến thiến phía trước hét lên. Lúc này cô cách hai người chừng 4, 5 mét, tuy đã là 9 giờ tối nhưng bên hồ vẫn có vài ngọn đèn lác đác, có thể nhìn thấy hạ thiến thiến đang điên cuồng cô chân múa tay, hình như đang xua đuổi cái gì đó, nhưng cô không chú ý, cô đang lùi về phía mép hồ ngày càng gần. Tư không dịch và Yến khôn nhìn nhau rồi nhanh chóng chạy đến. Ngay lúc đó, một bóng dáng màu vàng còn nhanh hơn bọn họ, đại hoàng nhảy ra từ trong bụi cỏ, cực kỳ hung mãnh hướng dưới chân hạ thiến thiến sủa một tiếng. Sau đó, cậu dùng mắt thường có thể thấy được cái bóng của hạ thiến thiến trở nên vặn vẹo, từ dài biến thành ngắn, rồi tách ra thành một cái bóng đen tròn tròn nhỏ nhỏ, nhảy về phía cậu. Tư không dịch chấn kinh, sau đó lập tức xù lông. Đây đúng là thứ đồ quỷ dị kỳ quái nha. Cậu còn chưa kịp nghĩ xem phải làm thế nào, ánh mắt Yến Khôn bên cạnh đã trở nên sắc bén, giơ chân trực tiếp đạp lên cái bóng đen kia. Động tác này suýt làm tư không dịch phát điên, hung hăng đẩy hắn, còn chưa biết nó là cái thứ gì, anh điên hay sao mà lại đạp nó. Lỡ như có virus hay nguyền rủa gì thì sao? Yến Khôn lại đứng vững không hề cử động, làm tư không dịch ngạc nhiên hơn chính là cái bóng thế mà bị đạp không chạy được sau khi nhìn kỹ cậu mới phát hiện bóng đen này có vẻ như bị cỏ nhỏ vây lại lúc này cậu mới nhẹ nhàng thở ra mau bỏ chân ra cỏ nhỏ đã trói nó rồi không phải do anh đạp nó mới không động đậy đâu nhưng yến khôn không cho là như vậy chỉ có bản thân hắn biết trong nháy mắt khi hắn đạp lên cái bóng hắn cảm giác được một luồng khí lạnh như băng từ dưới chân lan lên tuy luồng khí lạnh nhanh chóng tiêu tán nhưng rốt cuộc có bị ảnh hưởng hay không ngày mai còn phải kiểm tra một chút. Thế nhưng chuyện này không cần nói cho tiểu dịch biết, làm cậu lo lắng, vừa nãy cậu bị dọa đến xù lông rồi. Lúc này Hạ Thiến Thiến đã được Đại Hoàng Trấn An dẫn tới, cả người vẫn còn sợ hãi. Trước đó cô cảm giác được cái lạnh từ sâu trong xương, làm cô vừa lạnh lẽo vừa sợ hãi. Hiện tại xem ra đã bắt được thứ kia, thế là ba người và năm nhóc cùng cúi đầu nhìn cái bóng đen bị trói kia. Cái bóng rõ ràng muốn chạy trốn, nhưng bị cỏ nhỏ vây lại, nó nóng này lại không dám vượt qua giới hạn. Có thể bị cỏ nhỏ bắt được, chứng tỏ cái bóng này không phải là thứ gì liên quan đến khoa học, mà có dính líu đến yêu ma quỷ quái thần bí gì đó. Hạ thiến thiến không tin nổi, đây là thứ luôn đi theo tôi đó hả? Vừa rồi tôi cảm thấy cơ thể rất lạnh, ngay cả xương cũng đau đớn, chính là nó làm. Rốt cuộc nó là cái gì vậy? Có phải đồng đồng cũng bị nó làm hại? Tư không dịch không trả lời, cậu cẩn thận quan sát cái bóng đen phát hiện nó dường như không hề hướng về phía cậu và yến khôn ngược lại cứ hướng đến vị trí hạ thiến tiến đang đứng rốt cuộc do cô là mục tiêu của nó hay là hạ thiến tiến cô đổi vị trí với tôi thử xem tuy cô không hiểu rõ ý của cậu nhưng vẫn gật đầu sau khi đổi vị trí tư không dịch nhìn cái bóng liền hiểu được mặc kệ là thứ gì nó không thích dương khí phòng trường đây là lý do ban ngày cô không tìm thấy nó chỉ ẩn ẩn cảm giác được nó có tồn tại, có lẽ nó chỉ hoạt động được vào buổi tối. Vậy cô không cần sợ, chỉ cần buổi tối không ra khỏi phòng, rồi lại đặt vài món đồ có nhiều dương khí bên cạnh ngăn cản nó. Nhưng làm vậy cũng không an toàn lắm, tôi cảm thấy nó bị khống chế, chúng ta phải tìm được người phía sau màn. Cô trở về nghĩ lại xem, cô và đồng đồng có điểm gì giống nhau không, nói không chừng đây chính là nguyên nhân hai cô bị nhắm vào. Hạ Thiến Thiến nghe tư không dịch nói xong liền dứt khoát trả lời, tôi và đồng đồng không có điểm gì giống nhau cả. Chỉ là hai chúng tôi cùng sinh vào giữa tháng 7 âm lịch. Việc này có liên quan không? Mèo méo, tháng 7 âm lịch là tháng quỷ, rất âm. Nếu cô ấy sinh trong khoảng từ ngày 10 đến 17 tháng 7 âm lịch, vậy là mang dòng máu âm phủ. Khẳng định có người muốn máu âm, mèo 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 méo méo. Đại Hoa nói xong câu này, cả bộ lông đều xù lên, giống như thứ kia chọc nó cực kỳ tức giận. Mà đại hoàng cũng không cao hứng lắc lắc đầu sùa một tiếng. Tiểu chủ nhân, chúng em có suy đoán, chuyện này không chừng có liên quan đến chủ nhân. Về nhà rồi nói được không? Tư không dịch không ngờ tùy tiện giúp người bắt quỷ còn có thể dính líu đến cha mẹ cậu. Nhưng nhìn dáng vẻ đột nhiên trở nên nghiêm túc của bốn nhóc, cậu cảm thấy chuyện này rất quan trọng. Được, về nhà rồi nói, vậy cái bóng này phải làm thế nào? Tư không dịch dùng ý thức vừa nói xong, chỉ thấy đại hoa vẫn nộp tiến lên, giờ móng vuốt hung hăng cào cái bóng đen, sau đó cái bóng ngay dưới ánh nhìn chăm chú của hạ thiến thiến, từ không dịch và yến khôn lập tức tan biến. Hạ thiến thiến lập tức nhìn đại hoa như nhìn mèo thần vậy. khổ nếu thứ này đã bị đại hoa đánh tan, vậy tạm thời cô không có chuyện gì nữa đâu. Đây là số điện thoại của tôi, nếu sau này cô còn phát hiện có gì không ổn liền gọi điện thoại cho tôi tôi cũng rất để ý chuyện này nhất định sẽ làm đến cùng bây giờ khuya rồi cô về trước đi hạ thiến thiến nghe vậy cảm động đến rơi nước mắt sau đó rời đi lưu lại yến khôn và tư không dịch mắt to chừng mắt nhỏ một lúc lâu sau yến tổng lên tiếng vừa rồi tụi nó nói cái gì vậy tư không dịch nhìn hắn trong lúc nhất thời hơi do dự không biết có nên nói ra chân tướng hay không hắn nhìn cậu mím môi không nói giơ tay kéo người đi về không muốn nói thì thôi, dù sao anh cũng sẽ bảo vệ em. Không cần lo lắng, trời lạnh, về nhà ăn canh trứng gà thôi. Tư Không Dịch cứ vậy bị Yến Khôn lôi kéo, cậu cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm chặt tay cậu, bất đắc dĩ nở nụ cười ôn hòa. Không cần biết hắn tin hay không làm gì, dù sao người kia cũng vì tốt cho cậu. Chương 105. Tư Không Dịch bị Yến Khôn kéo một đường về biệt thự, lúc về đến nhà đã là 10 giờ rưỡi hắn rót cho cậu một ly nước ấm bỗng nghe cậu lên tiếng đại hoa và đại hoàng nói cái bóng đen kia có khả năng liên quan đến ba mẹ của em em nghĩ anh sẽ không tin mấy lời này nhưng dù anh có tin hay không em vẫn muốn nói cho anh biết yến khôn nghe vậy nhíu mày không phải cha mẹ em đã qua đời rồi sao cậu gật đầu rồi lại lắc đầu em cũng không biết bọn họ có đúng là đã qua đời hay không nhưng chuyện này quan trọng đại hoàng và đại hoa chắc chắn có lời muốn nói Bây giờ về đến nhà, để em nói chuyện với chúng nó một chút. Dù sao cũng rất nhiều năm rồi không nghe được tin tức của ba mẹ. Tư Không Dịch nói xong liền quay đầu nhìn bốn nhóc Đại Hoàng, Đại Hoa, Tiểu Bạch và Tiểu Văn đồng loạt ngồi trên sofa. Cậu chưa từng thấy bốn nhóc nghiêm túc như vậy. Đại Hoàng không do dự, dứt khoát ném một quả bom cho Tư Không Dịch, cha mẹ tiểu chủ nhân không phải là người. Tư Không Dịch đang uống nước, nghe thế liền phun ra. Đại hoa liếc đại hoàng một cái, suýt nữa đã giơ móng vào nó, meo meo. Không phải người thường, là có thể tu thành tiên đó, hiểu không? Giống như tụi em, tụi em là đặc biệt trong giới động vật, cha mẹ anh là đặc biệt trong nhân loại. Nhưng hai chủ nhân tài giỏi hơn, có thể đạt đến lôi kiếp. Tụi em không rõ quá trình đó, nhưng trong thế giới này, người có thể đạt đến lôi kiếp không nhiều lắm. Hai vị chủ nhân rất lợi hại, tư không dịch tiêu hóa câu này một chút sau đó gật đầu nhìn Yến Khôn đang bày vẻ mặt cầu phiên dịch bên cạnh, Đại Hoa và Đại Hoàng nói, ba mẹ em là người tu đạo, còn có đạo hạnh rất cao. Câu này phiên dịch hết sức chính xác, Yến Khôn nghĩ trong lòng, thảo nào ngoại hình thằng nhóc này đẹp như vậy, đôi mắt giống như có ma lực. Sau đó thì sao, tao nhớ rõ năm tao 10 tuổi, ba mẹ tao đã bị xét đánh đi rồi, có thể là đến thế giới khác, cũng có khả năng bị đánh chết, nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến cái bóng đen kia. Cậu hỏi tiếp, lúc này tiểu bạch chít chít kêu lên, đương nhiên là có liên quan. Trước kia bọn họ có nhận một đồ đệ, dù sao tiểu chủ nhân trời sinh không thể tu luyện, chú của anh thì có thể chất phần đục, tâm tính cũng kém, cho nên hai vị chủ nhân quyết định nhận đồ đệ để sau này chăm sóc anh. Lúc này tư không dịch ngược lại giật mình, nhưng tao chưa từng nghe ba mẹ tao nói có học trò nha. Tiểu văn vo ve nói tiếp, nghiệp chướng phản bội sư môn sao có thể được gọi là đồ đệ nhưng nhờ phúc của hắn, chúng em vốn lưu lạc khắp nơi mới được hai chủ nhân thu dưỡng. Chúng em không phản bội, sẽ chăm sóc tiểu chủ nhân thật tốt. vậy cái bóng đen kia là do tên học trò phản bội ba mẹ tao làm ra. bốn nhóc đồng loạt gật đầu, gâu mèo chít vo ve. trước khi tên nhiệt đồ chạy trốn đã trộm mất nguyệt thạch vốn chuẩn bị cho tiểu chủ nhân phòng thân. có thể hấp thu ánh trăng, giúp ngăn cản đại kiếp nạn. là một bảo bối rất quý, thế mà bị trộm mất nhưng hai chủ nhân rất thông minh chỉ có tiểu chủ nhân mới có thể sử dụng nguyệt thạch kia người khác dùng sẽ biến thành minh thạch chỉ có thể xem như tà vật hấp thu máu âm giúp người khác kéo dài sự sống nhưng cho dù sống lâu cũng sẽ không có kết quả tốt chuyện hôm nay cô gái kia sinh vào giữa tháng quỷ trong cơ thể liền có máu âm đó là lý do nhất định là tên nhiệt đồ kia khốn nạn hại người nhưng tiểu chủ nhân đừng sợ tên nhiệt đồ kia chỉ học sơ sơ trong một năm mà thôi cho dù hắn có minh thạch chúng em cũng có thể giúp anh đánh chết hắn chúng em sẽ bảo vệ anh bốn đứa chúng em nhất định đánh được một mình hắn tư không dịch nghe bốn nhóc mỗi đứa một câu giải thích mọi chuyện cuối cùng cũng hiểu được tại sao cái bóng đen kia lại liên quan đến ba mẹ cậu đồng thời cũng nhịn không được nghĩ đến ba mẹ bản thân cậu không thể tu đảo chắc là làm ba mẹ thật khó xử đúng không cho nên mới hao tâm tổn trí tìm một người và bảo vật có thể bảo vệ cậu, còn nuôi mấy nhóc đại hoàng. Trong lòng cậu vừa ấm áp vừa chua xót, đồng thời còn cảnh giác. Tên học trò phản bội trộm mất bảo vật vốn thuộc về cậu, cố tình hắn lại không thể sử dụng bình thường. Tuy hắn không biết cậu là ai, nhưng lỡ như Nguyệt Thạch có phản ứng với cậu, không biết tên phản đồ kia sẽ làm ra chuyện gì. Bây giờ đã gần 20 năm trôi qua, mặc dù hắn chỉ là đạo sĩ gà mờ học một năm, nhưng sau khi lăn lộn 20 năm, đương nhiên sẽ học được rất nhiều thủ đoạn và tâm tư, không chừng hiện tại đã thành một tên ác nhân. Cậu nhất định phải cẩn thận. Hiển nhiên Đại Hoàng và mấy nhóc cũng ý thức được điểm này, vì thế chúng nó mới tức giận và căng thẳng như vậy, còn kể rõ chuyện Nguyệt Thạch cho cậu biết. Hơn nữa vừa rồi tư không dịch chú ý đến câu nói, bốn đứa chúng em nhất định đánh được một mình hắn, của tụi nhóc, nói cách khác Đại Hoa cũng không có thể bảo đảm chúng nó tất thắng, đây thật là tư không dịch cao mày nói chuyện này cho Yến Khôn. Hai mắt được hóa trang của Yến Tổng lập tức trở nên sắc bén, sau đó hắn xoa đầu cậu, nói một cách chắc chắn, chỉ cần hắn là con người thì có thể đổ máu, có thể bị thương, anh có thể giết hắn bảo vệ em. Đừng sợ, anh có rất nhiều thủ đoạn. Lúc này, cậu cảm thấy chỉ số đẹp trai và khí phách của bạn trai tăng vọt, bèn nhìn Yến Khôn nở nụ cười, nụ cười này làm hắn suýt nữa không kiềm chế được. Hắn nhanh chóng nói, hiện tại em phải cẩn thận, dù sao em họ tư không cho dù ngoại hình không giống cha nhưng thời gian dài tên kia sẽ phát hiện ra em bây giờ em còn là minh tinh vậy nên có chuyện gì không giải quyết được phải nhanh chóng tìm anh tuyệt đối không được tự kiên cường chống đỡ tư không dịch cũng nghĩ vậy dù ngoại hình cậu giống mẹ nhưng tên họ không lừa được người khác huống chi tên kia cũng từng gặp mẹ cậu hiện tại nhìn xem tên kia cảm thấy đối lý không dám gặp cậu hay là phát điên muốn lợi dụng cậu mặc kệ thế nào vẫn nên chuẩn bị trước đã biết nhưng chuyện hạ thiến tiến phải xử lý thế nào cũng không thể mặc kệ chứ tư không dịch hơi lo lắng hỏi yến khôn nghĩ nghĩ rồi nói anh sẽ tìm một người đi theo hạ thiến tiến em nói minh thạch chỉ dùng để kéo dài mạng sống của người khác đúng không anh sẽ điều tra xem ở bắc kinh có nhân vật tai to mặt lớn nào sắp qua đời hoặc là đóng cửa ở trong nhà một thời gian dài không phỏng chừng sẽ có thu hoạch nhưng có lẽ phải một hai tháng sau mới có kết quả tư không dịch không gấp chút nào nóng vội không ăn được đậu hũ nóng hiện giờ chúng ta không có cách nào chủ động đi thăm dò tìm xem tên kia là ai cũng không biết ngoại hình của hắn ra sao không sợ chậm một chút nhưng nhất định phải tìm đúng nhân tài đi anh bảo tiểu đội cầu vồng của anh chú ý một chút em cũng sẽ bảo đàn em lưu ý một khi tìm được tên kia chúng ta phải tiên hạ thủ vi cường Lục Yến khôn nghe thấy bốn chữ tiểu đội cầu vòng, khóe miệng hắn co giật, thế nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Lúc này tư không dịch đã nhắc nhở bốn nhóc và cò nhỏ chú ý, nhất là bốn nhóc đã từng tiếp xúc với tên học trò phản bội từ rất lâu về trước, tìm được hắn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cuộc sống trôi qua như nó vẫn thế, cuối tháng 12, tư không dịch được khổng triệu thông báo, bộ phim điện ảnh đại tác phẩm vốn casting tháng này đột ngột xảy ra vấn đề, phòng chừng phải đợi đến giữa tháng 2. Địch Nam Trúc cũng gọi điện thoại đến, nói kịch bản phim truyền hình đã sửa xong, nghỉ đông tư không dịch có thể đến xem, qua nghỉ đông, quang diệu tinh quang sẽ khởi quay. Ngoài ra, việc casting cho bộ phim nhân tính thú liệp bị tạm dừng, bởi vì sức khỏe nhà sản xuất không tốt, phải đi về phía Nam nghỉ ngơi. Cố tình ông ấy còn phải đích thân xét tuyển vài nhân vật chính, thế nên phải đợi đến giữa tháng 2. Tư không dịch vốn cũng không nghĩ gì, nhưng Khổng Triệu và Địch Nam Trúc đều nói casting vào giữa tháng 2, trùng hợp như vậy làm cậu nhịn không được nghĩ nhiều một chút. Cậu lập tức gọi điện thoại cho Khổng Triệu, có được đáp án làm cậu giờ khóc giờ cười đạo diễn bộ phim điện ảnh đại chế tác trong lời Khổng Triệu cũng chính là đạo diễn trong bộ phim nhân tính tú liệp. Nghe nói hắn còn tốn rất nhiều tâm tư mới nghe được, kết quả, Địch Nam Trúc trực tiếp để lộ nội tình. Nhưng nhờ vậy có thể thấy được, Địch Nam Trúc là một biên kịch không tồi, nếu không Mạnh Thanh Thu và ông lão lợi hại bên phía sản xuất, cùng với đại đạo diễn sẽ không coi trọng hắn. Ngẫm lại sang năm phòng trường cậu sẽ thường xuyên gặp anh trai Trạch Nam coi cậu là đại hiệp rồi. Ngày 15 tháng 1, từ không dịch tinh thần phấn chấn kết thúc học kỳ 1. Nhìn thành tích của hắc suất và mạnh mạt, cậu cực kỳ vừa lòng tự biểu dương bản thân. Nhưng quay đầu lại nhìn thành tích yếu tố gần như tất cả đều là điểm tối đa của hình Lưu Vân, cậu cười ha hà một tiếng, cậu không so với tên học đến biến thái này cậu chỉ là tiểu học bá còn người này đúng là biến thái hình lưu vân nhìn vẻ khó chịu của tư không dịch sung sướng nở nụ cười đừng quên nghỉ đông đi trượt băng đó nha cậu bĩu môi biết rồi bên kia hắc suất và mạnh mặt nghe thế lập tức trợn mắt sau đó hai người cùng nhào qua mỗi người lắc một người có phải là anh em bạn bè không hả đi trượt băng sao có thể không rủ chúng tôi nếu không cho chúng tôi đi các cậu đừng nghĩ có thể đi được. Có tin tôi khóc cho mấy cậu xem không? Hai người làm tư không dịch và hình Lưu Vân giờ khóc giờ cười, cuối cùng chỉ có thể quyết định bốn người cùng đi. Hình Lưu Vân cười cười, dù sao, ai nói trượt băng chỉ có thể một lần. Chỉ cần gặp được người, sau này còn rất nhiều cơ hội. Nghỉ đông bắt đầu từ 15 tháng 1, ngày 17 sẽ đi Mỹ quay quảng cáo. Khoảng thời gian này, Yến Khôn đã chuẩn bị xong máy bay riêng sau đó đóng gói tư không dịch đang hưng phấn và nhóm đàn em của cậu nhét vào máy bay, vài giờ sau, bọn họ tới được đất khách quê người. Lúc này ở Mỹ đang rét đậm, tư không dịch xuống máy bay liền phát hiện tuyết bay đầy trời. Gâu 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 gâu, địa bàn mới, đàn em mới, meo, cá nhỏ mới mẻ làm thức ăn thật ngon, chít 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 chít, không biết chuột bên này có nghe hiểu không, có thích sạch sẽ không, nếu không em không muốn phản ứng với chúng chút nào. Ba nhóc hưng phấn kêu gào nhảy loạn, nhưng Tiểu Văn và cỏ nhỏ lại rất bình tĩnh ngày đông lạnh, gần như mũi đều chết hết. Tiểu Văn tỏ vẻ nó càng thích thưởng thức cảnh đẹp ở nước ngoài. Mà mùa đông lạnh như vậy, dù là có khác trồng loại ở nước ngoài cũng héo rũ, cỏ nhỏ tỏ vẻ nó yên tĩnh vây xem là được rồi. Tuyết rơi kìa, nghe nói bên Mỹ hay có bão tuyết, không biết tuyết sẽ lớn thành cái dạng gì nữa. Tư không dịch ngẩng đầu nhìn trời, sau đó nhíu nhíu mày, Ngày 20 là đưa ông táo, 27 là giao thừa. Xem ra năm nay phải ăn Tết ở nước ngoài rồi." Cậu nói xong nhìn Yến Khôn, nhà anh nghiệp lớn như vậy, không về đón giao thừa và ăn Tết có được không? Tuy mọi người đều biết quan hệ của Yến tổng và cha ruột không được tốt, nhưng còn ông bà nội ngoại, các chú các bác mà, ngày Tết vẫn phải về nhà." Yến Khôn phất tay, "Ngày 25 hoặc 26 anh về một chuyến gặp họ một chút là được. Em cũng là người nhà của anh." Không thể để em lại ăn Tết một mình. Cậu nghe thế hơi dừng lại, sau đó xoa đầu chó của Đại Hoàng nói, không sao đâu, có mấy đứa Đại Hoàng bên cạnh em rồi. Yến Tổng nghe cậu nghĩ một đằng nói một nẻo, nhướng nhướng mày, em đã nói như vậy thì ngày 28 anh đi về. Tư không dịch mím môi, gắng gượng nói, được, dù sao người thân quan trọng. Yến Khôn nhìn cậu nói xong liền im lặng, chập một tiếng, vừa muốn mở miệng nói chuyện bên kia có mấy người xài bước đi tới. Yến, coi như đợi được cậu, cậu cũng thật không có suy nghĩ, rõ ràng có thể đến hồi đầu tháng, nhất định phải kéo dài đến bây giờ, chúng tôi còn tưởng cậu không muốn làm ăn đó. Người nói chuyện là một người đàn ông trung niên, tóc màu nâu nhạt, mặc áo khoác rất dày, nhìn rất xa xỉ, tóc chải ngược, đeo mắt kính, thoạt nhìn rất có khí thế, lại có chút kiêu căng, vừa nhìn là biết người này là loại người thường xuyên ra lệnh mà bốn người cung kính phía sau ông ta cũng chứng minh điểm này thế nhưng lúc tư không dịch nhìn ông ta lại hoàn toàn không cung kính nổi thậm chí còn nhịn không được phụt cười một tiếng hai mắt sáng người quét qua lại giữa yến khôn và người này đúng là thú vị richard yến khôn gật gật đầu từ đầu đến cuối người không muốn bàn chuyện làm ăn không phải là tôi ông hẳn là rất rõ điểm này gió lớn vừa đi vừa nói chuyện richard nghe thế lộ ra vẻ không vui Thế nhưng giờ không phải là lúc nổi nóng, ông hừ lạnh một tiếng, xoay người muốn đi. Kết quả thấy được vẻ mặt mang ý cười của tư không dịch. Cậu cười cái gì, tư không dịch nhìn Richard, vẻ mặt người này nhìn cậu như đang nhìn một đống rác hình người vậy. Cậu nở nụ cười, chỉ chỉ Richard rồi lại chỉ qua yến khôn, ông không phát hiện hai người đụng hàng kiểu áo, kiểu tóc, đến cả mắt kính sao. Trung Quốc chúng tôi có câu châm ngôn, người so với người phải chết, hàng so với hàng phải ném. Hôm nay xem như tôi được tận mắt chứng kiến, quả nhiên A khôn của chúng ta đẹp trai hơn nhiều. Sao gen bi gen đờ si, hua bi hua đờ gen, người so với người phải chết, hàng so với hàng phải ném, ý là so hai thứ với nhau, thứ tốt được chọn thứ xấu thì vứt, còn người so với người, ai kém sẽ xấu hổ mất mặt. Richard và bốn người vệ sĩ phía sau không hiểu cậu có ý gì, nhưng bốn người tiểu đội cầu vòng đi cùng Yến Khôn thì trực tiếp cười ra tiếng. Tống Tranh càng cười lớn. Hắn đã nói mà, nếu vị này không có điểm đặc biệt gì, sao lão đại nhà hắn lại coi trọng chứ? Chỉ một phần táo bạo và khí thế này cũng đã rất thú vị rồi. Thế nhưng thực lực lại hơi yếu, còn thích nuôi thú cưng vô dụng. Tống Tranh đang cười, bỗng nhiên phát hiện mấy con chó, mèo, hamster còn đang vui vẻ chơi đùa phía trước đột nhiên ngừng lại, sau đó đồng loạt nhìn hắn, làm hắn cười không nổi nữa. Gâu mèo chít vo ve tìm cơ hội làm hắn phải khóc gọi ba ba. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Yến tổng, không ai đẹp trai bằng tôi. Tiểu đội cầu vồng, đúng đúng đúng. Chương 106. Tống Tranh bị bốn nhóc đồng loạt nhìn chằm chằm, không hiểu sao dùng mình một cái, lần đầu tiên hắn cảm nhận được bị chó mèo nhìn sẽ làm người ta rụt rè như vậy. Nhưng lực chú ý của hắn nhanh chóng bị rời đi. Nhóm người Richard bên kia nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt sau đó thấy nhóm người tống tranh cười lớn liền biết tư không dịch không nói lời gì hay bọn họ lập tức nổi giận yến khôn là đối tượng bọn họ muốn giao dịch lần này không chỉ trong tay yến khôn có đồ mà họ muốn mà thực lực của hắn cũng làm bọn họ sợ hãi thế nên dù thái độ của yến khôn không tốt nhóm người richard cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ nhưng người trước mặt này là cái thá gì ngoại trừ cái mặt coi được căn bản không có chỗ nào đặc biệt sau khi bọn họ điều tra biết được tư không dịch chỉ là một minh tinh, họ đã sớm muốn cho đám người Trung Quốc này biết tay. Richard nháy mắt với đám đàn em, trong đó có một tên mặc tây trang đeo kính dâm vọt về phía tư không dịch, khoảng cách còn không xa, hắn vươn tay muốn bóp cổ cậu đe dọa một phen. Động tác này quá đột ngột, thế nhưng Tống Tranh, Lý Thanh, Nghiêm Sích và Lão Hắc cũng không phải người ăn chay, Tống Tranh lập tức nhảy lên muốn tiếp chiêu. Kết quả tất cả mọi người nhìn thấy một bóng dáng còn nhanh hơn tống tranh xuất hiện trước mặt tư không dịch. Đại hoàng không thèm sủa một tiếng, nháy mắt cắn lên cánh tay của gã mặc đồ đen, tốc độ nhanh như tia chớp. Tiếng xương cốt vỡ nát vang lên cực kỳ rõ ràng, chờ đến lúc gã áo đen kịp phản ứng, chỉ cảm thấy cánh tay đau đớn, gã kêu lên một tiếng rồi lập tức lùi ra sau ba bước. Mọi người đều thấy cánh tay của hắn rũ xuống rất không tự nhiên, lập tức ánh mắt nhìn đại hoàng cũng thay đổi vài tên áo đen bên cạnh Richard trợn to hai mắt, suýt nữa đồng thanh trời phát. Mà bên này, nhóm tống tranh cũng bị đại hoàng làm chấn động, bọn họ cùng ngồi máy bay với con chó lông vàng này suốt chặng đường, nhìn thấy nó lắc đôi phơi bụng với tư không dịch, hoàn toàn không nghĩ anh chàng thế mà là một con chó dũng mãnh, có thể nói y như mãnh thú. Không hiểu sao tống tranh cảm thấy trột giả, hắn nhớ lại bản thân vừa mới nghĩ, thú nuôi vô dụng, cùng với ánh mắt đám thú cưng nhìn hắn lúc nãy, lập tức liền có quyết định, Lát nữa phải chủ động lấy lòng, sau đó khoa trương khen mấy con thú này mới được. Tâm trạng Richard hơi cáu kỉnh, "Yến, đây là thái độ của cậu hả? Còn chưa bắt đầu đàm phán đã để xúc sinh làm người khác bị thương. Nếu vậy tôi cần phải sắp xếp thêm vài vệ sĩ để bảo vệ bản thân." Yến khôn không sợ sự uy hiếp của Richard chút nào, "Richard, đừng mở mắt mà nói dối, rõ ràng là người của ông muốn ra tay với bên tôi trước, sau đó mới bị chó cắn." không cần ác nhân cáo chẳng trước, nếu như không có đại hoàng, hiện tại chắc tiểu dịch đã bị thương rồi. Richard nghe thế im lặng, Yến Khôn nói không sai một chữ, ông ta muốn dạy một bài học, thuận tiện giết gà dọa khỉ, đáng tiếc, con chó đó. Dù vậy cậu cũng không thể dẫn người không liên quan tham gia cuộc đàm phán của chúng ta. Lúc này Yến Khôn đã nhấc chân hướng ra ngoài sân bay, hắn quay đầu nhìn thoáng qua tư không dịch, hơi nâng cầm ý bảo cậu đi theo, sau đó nói với Richard, tiểu dịch là bản của tôi, cậu ấy đến quay quảng cáo, tôi thuận tiện dẫn theo một đoạn đường. Ông không đến mức muốn bàn chuyện làm ăn ở đây đó chứ? Khi nào thì công ty Hades lại nhỏ mọn như vậy? Richard híp mắt lại, lặng lặng nhìn Yến Khôn một lúc, sau đó lộ ra nụ cười lạnh lùng, cậu nói đúng, chúng ta nên đến công ty bàn chuyện. Thế nhưng tôi rất kinh ngạc, tôi còn tưởng cậu không có gan chứ. Yến Khôn hoàn toàn không phản ứng hắn. Trực tiếp ngồi lên xe của Minh Hoàng đã chờ sẵn ở cổng sân bay. Ngược lại Lão Hắc cười hì hì, nhìn đám người Richard nói, lá gan của chúng tôi vĩnh viễn lớn hơn mấy người. Đừng dùng lá gan nhỏ bé của mấy người mà phỏng đoán chúng tôi. Còn nữa, hiểu tình nhắc nhở, nếu người kia không đi bệnh viện thì có lẽ cánh tay sẽ bị phế đó. Mấy người nhìn mà làm, Lão Hắc có dáng vẻ của một ông chú trung niên tinh anh, có tuổi nghề lâu nhất trong tiểu đội cầu vồng, ánh mắt cũng độc nhất ngay từ đầu ông đã rất thích đại hoàng cảm thấy cậu chó rất lợi hại còn có tư chất của chó cảnh sát lúc đại hoàng không hề báo trước cắn gãy cánh tay gã vệ sĩ áo đen lão hắc bắt đầu âm thầm suy nghĩ phải làm thế nào để lừa được con chó lông vàng óng ánh từ trong tay người yêu của lão đại về thật sự là quá thích vì thế lão hắc đặc biệt ân cần lên cùng một chiếc xe với tư không dịch sau khi lên xe còn vươn tay muốn vuốt ve lấy lòng đại hoàng kết quả bị nó né tránh còn ném cho một ánh mắt ghét bỏ. Đại Hoàng nghe răng, ngừ, đầu của huyền vương, nghĩ ai cũng có thể sờ hả. Khóe miệng lão hắc co rút, nhìn răng nanh sắc bén kia bèn dừng tay, lần nữa cảm thán con chó này thật quá ngầu. Đến tổng công ty Sky trước, Minh Hoàng nhìn thoáng qua tư không dịch, cười thân thiện với cậu. Ok, phải đi quay quảng cáo à? Nói thật, tôi rất thích quần áo thể thao của Sky, rất thời trang mà lại thoải mái. Nghe nói lần này cậu trình diễn parkour, nếu không phải công việc bên lão đại quá nhiều, tôi cũng muốn đi xem. Tư không dịch cười cười, tôi định tập 3-4 ngày, sau đó mới có thể quay phim. Nếu có thời gian, anh có thể đến xem. Minh Hoàng gật gật đầu, sau đó thuần thục nổ máy, lái xe về phía tổng công ty Sky. Xe Richard chạy phía sau, nhìn thấy xe Yến khôn thế mà không chạy về phía công ty bọn họ, ông ta hơi ngẩn ra và không vui, Đến khi nhận ra bọn họ đưa Tiểu Minh Tinh kia đi, Richard nhẹ nhàng gõ gõ lên tay vịn bằng da, tỉ mỉ điều tra quan hệ của Tiểu Minh Tinh kia và Yến Khôn, có thể chúng ta sẽ có thu hoạch. Một tên áo đen trong xe lập tức gật đầu, mở máy tính nhanh chóng điều tra. Phòng chừng nửa giờ sau, hắn tổng kết những tin tức tìm được đưa cho Richard. Ông ta nhìn thấy những tin tức tra được, chậm rãi lộ ra nụ cười đắc ý mà lại âm trầm, ha ha, Yến, đây chính là cậu tự đưa ra nhược điểm vốn đang lo lắng lần này có thể thành công khiến cậu lấy đồ ra hay không, hiện tại xem ra, nếu đàm phán không thành, chỉ cần có con tin là được. Richard nói xong, tên trợ lý áo đen vừa tra tin tức kia lên tiếng, vậy còn con chó kia. Richard lạnh lùng nói, một con súc sinh mà thôi, ở cái New York này, có ít nhất 100 cách giết nó. Người áo đen kia gật đầu, mấy ngày tới tiểu minh tinh tên tư không dịch kia sẽ quay quảng cáo ở ngoài, có rất nhiều cơ hội em sẽ bảo rách đi làm richard gật đầu dường như phảng phất thấy được một tình cảnh rất tốt đẹp bản thân ông ta không cần trả bất cứ giá nào mà vẫn lấy được hợp kim mà lúc này minh hoàng đã lái xe đến trước cửa tổng công ty sky trước khi tư không dịch xuống xe yến khôn vươn tay kéo tay cậu nghiêm túc nói em chắc chắn không cần lão hắc bảo vệ em vừa rồi những tên kia đã thấy bọn chúng không có điểm giới hạn đâu tư không dịch vỗ vỗ lên tay yến khôn anh yên tâm đi, chỉ cần không phải là loại ma quỷ kỳ quái thì em sẽ không có vấn đề gì. Em cũng đâu phải là con gà ốm. Yến Tổng nghe thế không nói gì nữa, cậu lại nở nụ cười, hai mắt sáng người khiến người ta không thể rời tầm mắt, bạn trai của em rất lợi hại, vậy em cũng phải lợi hại. Nếu không thì làm sao xứng chứ? Yến Khôn nghe thế, gương mặt lập tức ửng đỏ, cảm thấy bản thân vừa nghe được một câu tình cảm hiếm hoi. Mấy người lão hắc đang uống nước nghe thế suýt sặc, má nó má nó má nó. Quang Minh chính đại chọc ghẹo lão đại như vậy cũng được hả? Còn nữa, sâu ân ái trước mặt chó độc thân, có thể bớt bớt chút không? Yến Tổng dùng hành động tỏ vẻ không thể, hắn giơ tay ôm tư không dịch vào lòng, hung hăng xoa đầu xoa cổ một trận rồi nói, em đi đi, khổng triệu và đại sơn hẳn là đang chờ em. Gặp chuyện gì nhất định phải gọi điện cho anh trước, anh giúp em dọn dẹp hết. Tư không dịch cười hai tiếng, yên tâm sau đó minh hoàng ngơ ngác lái xe rời đi tư không dịch đeo ba lô đen mà cha cậu để lại hai tay đút túi quần dẫn đàn em đi về phía công ty sky tư không dịch không biết từ lúc cậu xuống xe mọi người xung quanh đã chú ý đến người thanh niên phương đông đẹp trai này rồi mái tóc đen và áo khoác màu xám phối với nhau cực kỳ hợp chân dài thẳng tắp thoải mái tùy ý thong thả bước đi nhất cử nhất động đều có sức hấp dẫn và độc đáo trên vai cậu là một con mèo tam thể cực kỳ xinh đẹp, không hiểu sao làm cậu tăng thêm vài phần cao quý. Mà bên cạnh là một con chó lông vàng óng, cõng một con hamster rất manh trên lưng, trông rất đáng yêu. Không thể không nói, một người như thế, dù chỉ đi từ chỗ dừng xe đến cổng công ty cũng hấp dẫn vô số ánh mắt của người khác. Mấy phóng viên đài phát thanh ở Mỹ vốn đang chờ phỏng vấn người khác, nhìn thấy Tư Không dịch liền chấn kinh, vội cầm camera chụp liên tục. Cho dù thẩm mỹ ở mỗi nước khác nhau, nhưng cái đẹp chân chính luôn không có biên giới. Xin chào, cậu là người phương Đông phải không? Nghe nói Sky mời một minh tinh phương Đông đến quay quảng cáo, trực giác nói cho tôi biết, cậu chính là người đó, đúng không? Người phóng viên này tên Oai, có trực giác nhạy bén và phán đoán cực chuẩn, rất có sức ảnh hưởng trong giới báo chí. Tư Không dịch nhìn người đàn ông chừng 30 tuổi này, cười nói, tôi muốn khen ngợi trực giác của anh người bình thường có thể không đoán được điều này oai lập tức nở nụ cười ha ha trực giác chính là bảo vật của tôi xưa nay nó chưa từng làm tôi thất vọng vậy tôi phỏng vấn cậu một chút được không tôi thấy cậu rất anh tuấn quần áo thể thao thoải mái mà xa xỉ của sky chắc chắn sẽ rất hot nhưng chuyện này không phải là trọng điểm tôi chỉ muốn hỏi về mấy con thú này nhìn chúng nó rất đặc biệt nha tư không dịch nhún vai cười nói anh đã bắt đầu rồi không phải sao? Nhưng sự nhiệt tình của anh làm tôi cảm thấy người Mỹ rất hiếu khách, đương nhiên chúng ta có thể trò chuyện. Mấy con thú cưng của tôi không chỉ đặc sắc mà còn rất thông minh. Cậu nhóc Uy Phong Dũng mãnh còn rất đẹp trai kia tên là Đại Hoàng, nó chính là vệ sĩ của tôi, một mình nó có thể đánh bại hai võ sĩ quyền anh. Còn về mỹ nhân này, cô nhóc tên là Đại Hoa, cực kỳ xinh đẹp cao quý đúng không? Ở trong nước nó được gọi là công chúa, Đại Hoàng là kỵ sĩ nếu các vị có hứng thú, có thể lên Weibo nhìn xem, chúng nó đều có tài khoản Weibo riêng. Còn con hamster này, Tư Không Dịch xoa xoa đầu Tiểu Bạch, nó tên là Tiểu Bạch, chính là vật biểu tượng của tôi. Có nó, vận may của tôi sẽ không tồi, đi đến đâu tôi cũng mang nó theo. Chúng nó đã lớn lên bên cạnh tôi từ bé, vậy nên tôi luôn dẫn chúng theo bên người. Tư Không Dịch vừa nói xong, Đại Hoàng Đại Hoa và Tiểu Bạch đều thông minh nhìn camera lắc lắc bán manh, thông minh đến nỗi làm oai phải kêu to lợi hại. Oai còn muốn hỏi tiếp, Khổng Triệu và Đại Sơn đã xuống lầu đi đến bên cạnh tư không dịch cản camera. Này, mấy người làm vậy không tốt lắm đâu, oai không quá cao hứng. Đại diện khổng lộ ra nụ cười công thức, xin chào, oai tiên sinh. Tôi là người đại diện của tiểu dịch, bây giờ cậu ấy phải làm việc, tôi nghĩ ngài cũng có thể đi được rồi dù sao cũng không hẹn trước còn lấy được tin tức hot như vậy đã rất lời rồi đúng không oai nghe vậy nở nụ cười nhưng giọng điệu lại hơi sắc bén à người đại diện tiên sinh sao anh có thể chắc chắn đây là tin hot phải biết tuy mọi người thích trang phục của sky quả thật vị tiên sinh này cũng rất đẹp trai nhưng người nhận ra cậu ta lại không nhiều nha không chịu mỉm cười anh cứ tin đi chờ sau khi quảng cáo được phát ai cũng sẽ nhận ra cậu ấy oai cười to ra tiếng đại diện tiên sinh anh thật sự rất tự tin nhưng nói thật tôi cũng hiểu được dịch tiên sinh này rất hấp dẫn mong rằng chúng ta cùng có lợi hẹn gặp lại lần sau phương đông dịch đẹp trai oai thỏa mãn cầm camera rời đi tư không dịch giật giật khóe miệng ông đây không phải họ phương đông ông họ tư không biết không không chịu cười cười vỗ vai cậu được rồi oai là người rất có sức ảnh hưởng trong giới giải trí phương tây nếu hôm nay hắn đăng bài hẳn là sẽ giúp cậu có chút nhân khí tư không dịch nhún vai kệ đi dồn đâu rồi tuy tuyết rơi nhưng em vẫn phải đi xem địa điểm trình diễn parkour chắc là phải chụp ảnh quảng cáo trước phải không mùa đông trang phục của sky là áo lông hay là áo bành tô không chịu rất vừa lòng thái độ làm việc này của cậu họ ở bên trong hôm nay tuyết rơi có lẽ không thể luyện tập được vì thế sẽ chụp ảnh trước quần áo của sky thuộc loại thời thượng đơn giản mà đặc sắc Áo lông áo bành tô gì đều có đủ cả, tỷ lệ dáng người cậu rất tốt, tuy không cao đến 1m8 nhưng cũng không thấp, mặc vào hẳn không tồi. Tư không dịch gật gật đầu, trực tiếp dẫn đàn em đi vào. Nhóm người John đã sớm chờ ở phòng chụp ảnh, hiệu suất làm việc của bọn họ rất cao, tư không dịch gật đầu chào hỏi John rồi bắt đầu chụp hình quảng cáo. Cậu đã sớm quen với kiểu chụp ảnh này, hơn nữa sau khi được Yaris huấn luyện, lúc này biểu cảm và động tác của cậu trước ống tính đều rất tốt làm nhiếp ảnh ra là Bruce liên tục hô hút hút. John nhìn mỗi động tác của tư không dịch đều rất đẹp và đầy sức sống, hơi kinh ngạc nhìn không chịu nói, không, là ảo giác của tôi sao? Sao tôi có cảm giác hiện tại dịch đẹp trai và hấp dẫn hơn vậy? Rõ ràng trước kia tôi chỉ cảm thấy cậu ta không tồi mà thôi. Không chịu khoanh tay nở nụ cười, đó là do cậu ta không phóng thích sức quyến rũ ra mà thôi. Anh có xem qua thế giới hoàn mỹ của Yaris không? có một số đặc biệt chụp tiểu dịch, mọi người gọi cậu ấy là Hoàng tử Hoàn Mỹ. John và những người khác trong phòng đều lộ ra vẻ kinh ngạc, có người còn quyết định phải tìm tạp chí kia xem thử. John làm tổng giám tuyên truyền sản phẩm của Sky, đương nhiên luôn để ý đến hướng gió trong giới giải trí. Hắn đã nghe danh tiếng của nhiếp ảnh gia thiên tài Yaris từ lâu rồi, có thể được Yaris tán thưởng mời làm người mẫu thì tuyệt đối không phải người tầm thường. Ôi, không! anh làm tôi có cảm giác như nhặt được báu vật vậy. Khổng chịu cười một tiếng, còn không phải sao, nếu không phải vì để tiểu dịch nhanh chóng phát triển ra nước ngoài, anh nghĩ vì sao tôi cho anh cái giá như thế. John nở nụ cười, như vậy chứng minh vận may của hắn không tồi. Khoảng chừng ba tiếng sau, tư không dịch đã thay bảy, tám bộ đồ, mặc dù là mùa đông nhưng cậu cũng đổ mồ hôi đầy đầu. Nhưng tất nhiên trả giá phải có thu hoạch, ấn tượng của bruce và mấy nhân viên cao cấp của sky đối với cậu đều rất tốt phải biết trước đó bọn họ cũng mời vài minh tinh đến quay quảng cáo quần áo mùa đông và mùa xuân nhưng biểu hiện của những người đó không tốt như vậy ok hoàn thành hiệu quả sẽ cực kỳ tốt tin tôi đi bruce mặt mày hồng hào nói sau đó hắn quay qua nhìn tư không dịch hi tư không dịch trong ống kính cậu đúng là người vô cùng hấp dẫn tôi có một người bạn đang quay một bộ phim truyền hình cần một khách mời đóng vai quý tộc phương đông thần bí nhưng hắn không tìm được người làm hắn vừa lòng tôi thấy cậu rất hợp có hứng thú thử xem không không chịu ở bên cạnh nghe thấy hai mắt lóe sáng đã nói thằng nhóc này mà không nổi thì đúng là thiên lý khó tha chụp một quảng cáo còn được đề cử quay phim truyền hình tư không dịch cũng không ngờ lại có chuyện tốt như vậy cậu thích đóng phim nhân vật kia còn là vai khách mời quá tốt rồi Đương nhiên tôi rất có hứng thú. Cảm ơn Bruce. Nếu thành công, tôi mời anh ăn một bữa nhé. Một bữa Trung Quốc linh đình. Bruce lập tức cười lớn vỗ vỗ vai cậu. Hiển nhiên rất thích tích cách và biểu hiện này của cậu. Hắn đã gặp không ít minh tinh Trung Quốc, nhưng đa số đều rất rụt rè nội liễm, một người sáng sủa hoạt bát như vậy rất hiếm. Thế là, sau khi chụp ảnh quảng cáo xong, từ không dịch đi xem xét khu phố mà công ty thiết kế để trình diễn parkour. Cua. Xong hết mọi việc, Tư Không Dịch vừa gặm hamburger vừa đi theo Khổng Triệu và Đại Sơn đến trường quay Louis ở New York. Hai mắt Tư Không Dịch tỏa sáng, cậu có dự cảm, chuyến này nhất định đào được bát quái. Nhưng cậu không biết, Oai đã đăng video phỏng vấn cậu lên mạng xã hội, lập tức kéo được một đám fan nhan khống nước ngoài. A còng L-O-U-I-S Long, ôi, trời ơi, thanh niên phương Đông đẹp trai quá mức cho phép này là ai? Hai mắt cậu ta làm tim tôi đập loạn xạ. Chương 107. Tư Không Dịch cũng không ngờ, lúc cậu tâm tâm niệm niệm muốn bắt quái người khác, bản thân cậu lại thành đối tượng cho người khác bàn tán trên mạng. Sau khi Oai đăng video trực tiếp liền kéo được một đám fan nhan khống nước ngoài, mọi người sôi nổi bàn luận, chưa từng thấy qua anh chàng phương Đông nào đẹp trai như thế. Mà khi họ biết Tư Không Dịch là minh tinh, còn được Sky mời đến quay quảng cáo, cả đám đều cực kỳ kích động chạy đến trang web chính thức của Sky xem có ảnh quảng cáo gì không kết quả không phát hiện được gì, thế là cả đám lại tụ tập hỏi han trên trang web. Lúc John biết được chuyện này, lập tức ý thức được đây là một cơ hội tuyên truyền rất tốt, vì thế trang web chính thức của Sky đặc biệt thông báo, bọn họ mời minh tinh nổi tiếng tư không dịch ở Trung Quốc đến làm đại ngôn. Đồng thời còn rất chi kỳ đăng địa chỉ Weibo của tư không dịch, Mỹ kỳ danh là để mọi người hiểu biết thêm về chàng trai phương Đông Anh Tuấn này. Xế chiều hôm đó, nhóm fan rảnh rỗi của tư không dịch ngồi ở nhà lướt Weibo kinh ngạc phát hiện phía dưới Weibo của Ái đồ có rất nhiều bình luận bằng tiếng Anh cực chuẩn. Trong lúc nhất thời mọi người không biết xảy ra chuyện gì, bình luận đều là dấu chấm than vuốt hoặc like, chắc không phải là chuyện xấu đúng không? Rất nhiều fan đi tìm nguyên nhân, cuối cùng cũng phát hiện manh mối. A à còng tôi xem mà không nói lời nào. A a a, tôi tìm được rồi, nhanh qua trang web nước ngoài, từ không dịch của chúng ta đi quay quảng cáo bên Mỹ. Nhóm người bên đó bị ngoại hình của Tư Không Dịch làm chấn kinh. A cổng yêu tư không yêu bát quái là đại ngôn quần áo của Sky. Trang web chính thức của bọn họ đã đăng tin, tôi đã nói rồi mà, tư không của chúng ta đi đến đâu cũng có người thích. A cổng NSAN sắc là chính nghĩa, như tên của Mỹ. phát hiện bạn bè nhan khống nước ngoài có một đám luôn, chúng ta phải đi tám về nhan sắc hấp dẫn mà thần bí của tiểu dịch. A cổng lông tơ khống, đại hoàng Đạo Hoa và Tiểu Bạch. Hu hu hu, tôi còn lên kế hoạch vô tình gặp gỡ ở Bắc Kinh, kết quả người ta đi Mỹ rồi. A à, còng não động xé trời, dù thế nào thì lần này tiểu dịch hot rồi. Há há, có lẽ mấy người nước ngoài vừa lướt Weibo của tiểu dịch vừa kinh ngạc thán phục, phỏng chừng không lâu nữa tiểu dịch sẽ thu được một làn sóng fan nước ngoài. Chuyện này đúng là vui mừng khôn xiết, sự tình như vậy cũng làm không ít minh tinh giải trí trong nước nghiến răng nghiến lợi, tên tư không dịch này đúng là không ngừng nghỉ mà, ngay cả ra nước ngoài quay quảng cáo cũng lên hot search. Họ hâm mộ ghen tị, càng hận không thể nguyền rủa tư không dịch ở nước ngoài bị thương hoặc bị giết luôn. Lúc này tư không dịch đang vui sướng xem vở hài kịch hai minh tinh đánh nhau. Đây là cảnh tượng không thể nào gặp được ở trong nước nha. Pháp, mày là thư khốn nạn, chắc chắn là mày lấy thuốc của tao. Mày muốn cướp vai diễn của tao cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, tao đã nghi ngờ, sao gần đây mày lại thành thật như vậy thì ra là đi nước cờ này mau trả thuốc cho tao mày nghĩ mày như vậy có thể thay thế nhân vật của tao hả người lên tiếng là một người mỹ rất cường tráng và khôi ngô dù trung khôi thường xuyên rèn luyện cơ thể tư không dịch nghĩ anh cũng không cường tráng bằng người này mà đối diện là một người đàn ông có vẻ nhã nhặn nhưng cũng rất cơ bắp lúc này vẻ mặt của anh ta rất tức giận thôi đi chát con mắt nào của mày thấy tao lấy thuốc của mày, buông tay mày ra, nếu không tao không khách sáo đâu. Chắc nghe thế càng thêm tức giận, đồ khốn nạn, mày không khách sáo cho tao xem. Để xem nắm đấm của mày cứng hay của tao cứng, chẳng qua mày ghen tị tao lấy được vai diễn có nhiều cảnh quay, mày, hức. Ngay lúc Chas đang muốn bùng nổ, hắn bỗng nhiên ôm ngực, vẻ mặt đau đớn run rẩy. Cánh tay to như cây búa của hắn hơi run lên, cả người có vẻ rất chật vật. Quần chúng vây xem lập tức khẩn trương, ai cũng bối rối không biết phải làm sao, có người nhanh chóng chạy đến đặt Charles nằm ngang. Mà lúc này, tư không dịch chú ý thấy một người phụ nữ xinh đẹp mặc váy liền màu đen mỉm cười lạnh lùng, sau đó cô ta đột nhiên la lên, rác Charles đã ngã xuống, mục đích của anh cũng đạt được rồi, anh mau lấy thuốc của hắn ra đi. Anh không đến mức muốn nhìn hắn chết đó chứ. Tư không dịch, ôi, thần chờ mặt, nếu không phải tận mắt nhìn thấy cậu thật sự sẽ không tin được hai người đàn ông thế mà bị người phụ nữ này đặt bẫy. Quần chúng đang bối rối nghe thế lập tức nhìn về phía người đàn ông nhã nhận mà cường tráng kia, tất cả đều dùng ánh mắt biểu đạt, nhanh lên, mau lấy thuốc ra. Nhưng giác cảm thấy vô cùng đau chứng, trời biết hắn thật sự không lấy thuốc của Charles. Hắn nghiêm túc thanh minh nhưng không ai tin tưởng hắn, ngay lúc mọi người bắt đầu trở nên hỗn loạn và Charles sắp thở không nổi nữa, từ không dịch vỗ vỗ đầu đại hoàng, anh chàng lắc lắc đuôi, nhẹ nhàng nhếch mũi người một chút, sau đó phóng nhanh về phía một cái ba lô cạnh ghế ngồi quay phim. Lúc này mọi người đều đang cố gắng cấp cứu cho Chas, không ai chú ý đến hành động của một con chó, đến lúc đại hoàng lấy được lọ thuốc đặc hiệu của Chas, từ không dịch mới đi đến bên cạnh đám động, cầm lọ thuốc sơ lên cao nói, hi. Mọi người, thuốc của Chas ở đây, nhanh cấp cứu cho anh ta đi. Quần chúng vốn đang lo lắng nghe thế đồng loạt dừng lại, sau đó vội vàng quay đầu nhìn tư không dịch, rồi lại hơi sừng sốt. Đây là một người phương đông khá đẹp, nhưng sao lại có người phương đông ở đây? Ôi, kệ đi, cứu người trước đã. Người đại diện và trợ lý của Charles lúm cuốn tay chân lấy lọ thuốc trong tay tư không dịch. Sau khi trợ lý xác định đây là thuốc mà Charles thường xuyên sử dụng mới yên tâm nhét thuốc vào miệng hắn. Chừng 10 phút sau, tình trạng của hắn dần ổn định, có thể ngồi trên ghế nói chuyện lúc này mọi người mới có tâm tư nhìn tư không dịch người phương đông thần bí đột nhiên xuất hiện. Sao cậu lại có lọ thuốc của tôi? Chắc ngồi trên ghế, hai mắt nghi ngờ nhìn tư không dịch. Cậu nhìn cái tên cường chám này, bĩu môi nói, tôi thấy anh sắp chết, mấy người này loạn thành một nùi, thế nên tôi bảo chó cưng của tôi đánh hơi tìm lọ thuốc. À, lọ thuốc được phát hiện trong ba lô kia, là của anh à. Mọi người theo ngón tay của tư không dịch nhìn về phía cái ba lô cạnh ghế ngồi, rồi lập tức dùng ánh mắt khiển trách nhìn Rác. Hai mắt Tư không dịch trầm xuống, quả nhiên người phụ nữ xinh đẹp kia đi tới, "Rác, anh còn nói không biết, không phải đây chính là ba lô của anh sao?" Rác cảm thấy bản thân hết đường chối cãi, tuy hắn và chất tranh giành vai diễn, nhưng cho xin đi, vai diễn kia đã được quyết định rồi, hắn không cần thiết phải làm như vậy được không? Nhưng dù Rác có thanh minh như thế nào đi nữa cũng không ai tin lời hắn. Tư Không Dịch nhìn khóe miệng nhếch lên của người phụ nữ kia, thầm nghĩ không riêng gì giới giải trí trong nước, giới giải trí nước ngoài cũng là hiện trường tu la. Nhưng dù thế nào cũng không thể để tên đầu sỏ giá hỏa cho người khác, bản thân lại nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, đúng không? Thế là Tư Không Dịch lên tiếng, không bằng để kỵ sĩ đại hoàng của tôi đánh hơi. Mũi của nó rất thính, nếu có người đụng vào lọ thuốc của Trát, nó nhất định sẽ đánh hơi được. Như vậy không phải là tìm được thủ phạm rồi sao? Giác nghe nói như thế hai mắt sáng ngời, nhanh chóng gật đầu, đúng vậy đúng vậy, tôi thật sự không chạm qua lọ thuốc này. Có thể để con chó này đánh hơi. Chắc nghe thế hơi do dự, người phụ nữ kia tiến lên, hai mắt âm trầm nhìn Tư không dịch, cậu từ đâu tới? Từ khi nào thì trường quay của chúng ta lại để những người không liên quan vào? Cha cậu xem quá nhiều phim truyền hình rồi, nó có thể tìm được lọ thuốc đã là tương đối may mắn cậu còn mong nó tìm được thủ phạm mà không phải thủ phạm là giác sao ngay từ đầu đã chính là hắn không ít người gật gật đầu đồng ý với cô ta tư không dịch cũng nở nụ cười tiêu chuẩn không chê vào đâu được vị nữ sĩ này sao tôi có cảm giác cô trột giả vậy dường như cô luôn nhắm vào giác còn nữa thật ngại quá hiện tại chó cưng của tôi cứ đi vòng vòng quanh người cô nó dùng cái mũi tìm người hiềm nghi thế mà lại là cô mọi người xung quanh lập tức kinh hô mà người phụ nữ kia lại càng lạnh lùng hơn ai mà tin một con chó nói xong giơ chân muốn đá đại hoàng kết quả bị đại hoa bênh vực cào một vuốt tư không dịch cũng lạnh mặt cô tức đến khó thở cũng không nên ra tay chứ dù sao đại hoàng đã chỉ ra người hiểm nghi còn lại tùy các người tôi đến đây chỉ để casting rốt cuộc người giấu thuốc là ai có lẽ mọi người nên nhờ cảnh sát tìm giúp chân tướng vĩnh viễn không thay đổi Tư không dịch nói xong liền bỏ đi, khổng triệu đang đứng ở trường quay khác ngoắc cậu. Đại Sơn đi phía sau tư không dịch, nhịn nửa ngày không chịu nổi nữa mở miệng hỏi, tiểu dịch, cậu cứ bỏ qua chuyện này như vậy. Xem ra bọn họ sẽ không báo cảnh sát, hơn nữa có khả năng người phụ nữ kia sẽ tiếp tục đổ cho rắc, rồi lại ra tay với Charles lần nữa. Tư không dịch nghe Đại Sơn nói thế, bày vẻ mặt như đang nghe chuyện cười, bỏ qua chuyện này. Sao có thể? nếu tôi không tuôn đại bát quái này ra, có thể tối nay sẽ ngủ không ngon đó. Chờ xem, tối nay sẽ có kết quả, ngày mai có thể xem diễn biến rồi. Phải biết lúc này Tiểu Văn đã bắt đầu quay camera 24 phần 24 người kia. Một khi người phụ nữ đó liên lạc với người khác hoặc nói gì đó là sẽ để lộ vài vấn đề. Mà tư không dịch phải casting trước đã. Đạo diễn phim truyền hình và camera man đã chờ ở trường quay. Lúc bọn họ nhìn thấy tư không dịch, Lập tức ánh mắt hiện lên một tia kinh diễm, người quay phim càng kích động muốn xông lên ôm cậu, kết quả bị Đại Sơn ngăn lại. "Ôi chao, đúng là cảm giác thần bí và tao nhã này. Đúng đúng, chính là cảm giác này, tôi kiên trì chờ đợi, quả nhiên rất chính xác. Có nhân vật này, quý tộc chi tranh nhất định sẽ hot." Ngay cả nữ đạo diễn thoạt nhìn rất kiêu ngạo kia cũng nở nụ cười hài lòng. Chỉ gương mặt và dáng đi của Tư Không Dịch là đã đủ thỏa mãn điều kiện của bọn họ rồi thế nhưng có người cao hứng, tất nhiên cũng có người mất hứng. Lúc đạo diễn và camera man đang hoan nghênh tư không dịch, bên kia có một người hoa tóc đen mắt đen lộ ra vẻ mặt bất mãn và ghen tị. Hắn dứt khoát bước lên nói, đạo diễn Eliza, tuy nhìn hắn không tồi, nhưng đây là quý tộc trong quý tộc tranh đấu, mỗi người đều phải có khí chất đặc biệt và cường ngạnh, còn phải có kỹ năng diễn xuất. Tôi cảm thấy tôi mới là người thích hợp, nhìn hắn còn rất trẻ, có lẽ không có kinh nghiệm diễn xuất đâu. Tư không dịch nghe thế hai mắt lóe lên, lập tức xoay người cười như không nhìn đồng hương đang bày vẻ mặt khiêu khích và kiêu căng, mỉm cười nói hay là chúng ta diễn một đoạn thử xem sao. Người hoa kia nghe vậy gương mặt cứng đờ, không đợi hắn trả lời, tư không dịch lại nói tiếp sao vậy. Không dám à, sợ sao, ai không dám, thử thì thử, đồ nhóc con, gâu mèo chít vo ve, ha ha, đồ ngu, chương 108 tư không dịch và tên người hoa kia nói tiếng Trung, nhưng đạo diễn eliza và quay phim có thể nhìn ra vẻ không ai nhường ai từ nét mặt của hai người đến khi tư không dịch dùng tiếng anh nói với hai người cậu và người gốc hoa tên trác dương muốn đối diễn eliza và camera man không suy nghĩ gì liền đồng ý tuy bọn họ thấy khí chất và ngoại hình của tư không dịch rất thích hợp với vai quý tộc phương đông thần bí kia nhưng dù sao trác dương cũng do người quen giới thiệu hơn nữa hắn cũng được coi là một minh tinh gốc hoa có chút danh tiếng ở đây. Nếu vì tiện đổi người thì chắc chắn Trác Dương sẽ không chịu để yên, chẳng thà đấu một trận công bằng, người nào thắng sẽ có vai diễn, công bằng chính trực biết bao. Thế là Eliza ra hiệu, những người xung quanh đều ngừng lại, sau đó có một biên kịch dâu quai nón mở miệng nói, nếu vậy, hai người diễn cảnh quý tộc phương đông xuất hiện lần đầu được không? Trong tay hắn có một viên ngọc thạch thần bí, người nào có được nó thì sẽ được dùng thần chỉ dẫn. Tư Không Dịch và Trác Dương đều gật đầu, sau đó tên kia mở miệng trước, "Tôi lên trước." Tư Không Dịch không lên tiếng, đạo diễn Eliza gật đầu đồng ý. Thế là Trác Dương đứng thẳng người, dáng vẻ kiêu căng chỉnh chỉnh cổ áo. Sau đó hắn cười nhạt, bước từng bước về phía một người đàn ông tóc vàng mắt xanh anh tuấn Edward, "Ngài tìm đến ta là vì Ngọc Rồng chứ gì?" Tư Không Dịch nhìn Trác Dương, không hiểu vì sao hắn tìm người đàn ông anh tuấn này nói chuyện nhưng rất nhanh cậu đã biết nguyên nhân, người đàn ông vốn đang khoanh tay xem cuộc vui bỗng nhiên bật cười, sau đó tùy ý ngồi xuống ghế, hơi hất cằm, ánh mắt lại cực kỳ sắc bén, cả người tỏa ra hơi thở lười biếng mà lại nguy hiểm. Tư không dịch hơi mở to mắt, khí tức của người này gần như thay đổi trong chớp mắt. Vân vương ra, ngài biết ta muốn cái gì, vậy nên cố ý đến đưa ngọc rồng cho ta phải không? Vậy thì ta phải cảm ơn ngài rồi. Trác Dương lập tức cảm thấy khí thế của hắn yếu đi, hắn biết bản thân tuyệt đối không được yếu thế vào lúc này, vì vậy cứng rắn nói, Ngọc Rồng là đồ của ta, tại sao là cho ngài? Ngài đừng nằm mơ, Edward nghe thế cười một tiếng nhưng không mở miệng nói chuyện, biểu thị khinh thường vô cùng tinh tế. Tư không dịch đứng bên ngoài nhìn bọn họ đối diễn, cảm thấy gân xanh trên trán giật không ngừng. Sau đó cậu hít sâu một hơi, dứt khoát bước từng bước về phía trước. Bước chân của cậu rất nhẹ lại theo nhịp điệu, vừa bắt đầu đã hấp dẫn sự chú ý của mọi người, bao gồm cả Trác Dương và bá tước Edward. Cậu tới làm gì, Trác Dương thấy tư không dịch, giống như mèo bị đạp phải đuôi lên tiếng. Tư không dịch hoàn toàn không nhìn hắn, ngược lại yêu nhã ngồi đối diện bá tước Edward, ngón tay gõ nhẹ hai cái rồi mới bưng cái ly trên bàn uống một hớp. Toàn bộ quá trình cậu đều không lên tiếng, nhưng lại làm người khác không thể xem nhẹ. Thỏa mãn điều kiện của ta, có lẽ ta sẽ cho ngươi liếc mắt nhìn. Ngay lúc mọi người cho là tư không dịch sẽ không nói chuyện, bỗng nhiên cậu lên tiếng, câu này không hề lịch sự chút nào. Nhưng chính dáng vẻ này mới làm cho khán giả cảm giác được người này có địa vị ngang hàng với bá tước Edward. Bá tước Edward nheo hai mắt, ồ, có phải điều kiện này của ngài hơi quá đáng rồi không? Tư không dịch khẽ nở nụ cười, có lẽ bá tước Edward còn không rõ tình huống thì phải. Phải cầu cạnh người khác không phải là ta, mà là ngài đó. Cát, tốt tốt tốt, chính là cậu, cậu sẽ diễn Vân Vương ra, biểu hiện vừa rồi của cậu rất chính xác, cơ hội để Vân Vương ra xuất hiện không nhiều, nhưng đó là một nhân vật rất quan trọng, 10 ngày tiếp theo cậu phải ở đây đóng phim, cậu có thời gian chứ? Đạo diễn Eliza là người rất quả quyết, khi nhìn thấy chắc Dương bị tư không dịch và Lê Ông làm mất đi cảm giác tồn tại, đạo diễn liền quyết định chọn tư không dịch dù lúc này trong lòng Trác Dương không thoải mái thế nào đi nữa thì chuyện này cũng đã xác định. Hơn nữa còn là lựa chọn dưới ánh mắt của mọi người, hắn không thể nói gì thêm nữa. Cuối cùng hắn chỉ có thể tức giận âm trầm nhìn tư không dịch, suy tính tìm cơ hội trả đũa thế nào. Thế nhưng tư không dịch lại không có thời gian để ý đến hắn. Cậu phải quay quảng cáo và luyện tập, cộng thêm bộ phim quý tộc chi tranh, thời gian 10 ngày này của cậu rất chặt chẽ, nhất định phải tranh thủ từng phút. Vì thế, từ 12 giờ trưa cậu đã bắt đầu quay phim. Cho đến 8 giờ tối, từ không dịch mới quay xong cảnh cuối cùng trong ngày, cậu tê liệt ngồi xuống ghế không muốn dậy. Đám người nước ngoài này thật sự quá độc ác, cường độ quay phim còn căng như vậy. Nếu như ngày nào cũng vậy, phòng chừng ngay cả thời gian luyện tập parkour cũng phải chờ đến tối. Ngay lúc tư không dịch ôm tiểu bạch ủ rũ như củ cải trắng, cậu bỗng người thấy một mùi thơm quen thuộc. Không chờ cậu phản ứng, một cái đùi gà rán đã xuất hiện bên miệng cậu. Tư Không Dịch không nói hai lời rứt khoát cắn một cái, sau đó quay đầu lại, quả nhiên thấy được gương mặt không vui của Yến Tổng. "A à, Khôn." Hai mắt Tư Không Dịch lập tức sáng lên, nở nụ cười rạng rỡ. Yến Khôn vốn đang mất hứng, nhìn thấy nụ cười này, cơn khó chịu tan biến hết phân nửa, nhưng giọng nói hắn vẫn không vui, "Em tới đây để nghỉ đông hay là để đóng phim hả? Đến 15 ngày thì em phải quay phim hết 10 ngày." Tư Không dịch cười hai tiếng lấy lòng, không phải chỉ là vừa khéo thôi sao. Hơn nữa đây là lần đầu tiên em hợp tác đóng phim với người nước ngoài, cảm giác rất mới lạ. Không thể không nói, mấy người nước ngoài này rất nghiêm túc và chuyên nghiệp, bầu không khí ở phim trường khác hẳn ở Trung Quốc. Yến Khôn tiện tay kéo một cái ghế ngồi xuống bên cạnh, đưa đùi gà qua, dĩ nhiên là khác rồi, mọi người ở đây chú trọng hiệu suất và thực lực. Còn trong nước, hai, chỉ cần đủ hot dù không có chút kỹ năng diễn xuất nào cũng có thể đóng phim ăn nhanh đi ăn xong trở về nấu cơm cho em anh chắc cả ngày nay em chưa ăn gì rồi tư không dịch nghe vậy cực kỳ cảm động giơ tay muốn kéo cánh tay yến khôn kết quả bị yến tổng chán ghét né ra sao em lại may mắn như vậy chứ bạn trai không chỉ giàu có đẹp trai còn biết nấu ăn nữa còn có thể một người đánh năm thật là hoàn mỹ nha đúng không đúng không Yến Khôn nhìn vẻ mặt trêu ghẹo của tư không dịch, khóe miệng hơi cong lên, làm gương mặt vốn anh Tuấn nhưng lạnh lùng nhu hòa hơn, cũng hấp dẫn người khác hơn rất nhiều. Em biết vậy là tốt rồi, vậy nên nhất định phải ôm chặt đùi to không buông, tránh việc hắn bị người khác cướp mất. Tư không dịch lập tức cười ha ha, làm Lê Ông đóng vai Edward kỳ quái nhìn qua. Hắn vốn tưởng thiếu niên phương đông này khó gần và thần bí như vai diễn của cậu ta, nhưng bây giờ nhìn lại, có vẻ rất hoạt bát thì phải. Lê ông phát hiện tư không dịch cười lên rất quyến rũ, vì vậy hắn mỉm cười đi đến gần định trò chuyện với cậu. Kết quả hắn còn chưa cách tư không dịch 10 bước đã bị Yến khôn lạnh lùng nhìn chăm chú. Lê ông trong thấy ánh mắt như vậy, bỗng nhiên cảm nhận được nguy hiểm cực lớn, ngay cả bước chân cũng không tự giác dừng lại. Thế nhưng hắn nhanh chóng phản ứng, sau đó bày vẻ mặt ngạc nhiên lại mang ý khiêu chiến nhìn Yến khôn, kết quả hắn phát hiện, người đàn ông tinh anh nguy hiểm kia không còn nhìn hắn nữa mà dứt khoát kéo thiếu niên phương đông kia đi vẻ mặt lê ông đổi tới đổi lui cảm thấy lâu rồi hắn không lúng túng như vậy lúc này tư không dịch đã gần về đến biệt thự của yến khôn ở nước nào anh cũng có một căn biệt thự hả tư không dịch vốn định ở khách sạn kết quả bị yến khôn kéo lên xe hắn mỉm cười không lên tiếng lão hắc đang lái xe cười há há mấy tiếng thành phố nào yến tổng thấy cần thiết là có một căn biệt thự ha 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 tiểu dịch cậu không biết lão đại khác người cỡ nào đâu chê khách sạn không có thức ăn trung quốc đúng chuẩn thế là dứt khoát mua một căn nhà lần đầu tôi nghe lý do mua nhà như vậy đó cậu nói có đúng là nhà giàu đáng ghét không tư không dịch rất nề mặt mà gật đầu lão hắc lại nhịn không được bật cười sau khi bọn họ về đến biệt thự nhóm người lão hắc rất tự giác rời đi tư không dịch còn nghĩ bọn họ đến khách sạn ai rè lại phát hiện họ đi qua căn biệt thự kế bên khóe miệng cậu co giật, thầm nghĩ có lẽ cậu là người nghèo nhất ở đây. Nhưng cậu không nghĩ vần vơ chuyện này nữa, vì tiểu văn đã mang đầy đủ tư liệu để bảo liêu về rồi. Tư không dịch hứng thú bừng bừng cùng Yến khôn xem camera, sau đó hai người đều kinh ngạc, thật không ngờ lại có chuyện như vậy. Thảo nào người ta nói độc nhất là lòng giả phụ nữ, bất kể là phụ nữ nước ngoài hay ở nước chúng ta đều không thể xem thường nha. Yến khôn gật đầu tán thành, đăng quay bua phát lên trang web đặc biệt. Đây chính là âm mưu giết người, chật chật, không biết cư dân mạng nước ngoài sẽ có phản ứng gì. Tư không dịch nói xong liền bắt đầu nhanh chóng biên tập tin tức, sau đó đăng bằng tài khoản tiếng Anh của tiểu đội bát quái, phát bài đăng tiếng nước ngoài đầu tiên. A à, còn tiểu đội bát quái, tuyệt đối không được trêu chọc phụ nữ, dù bạn chỉ nói cô ta ham dầu ở sau lưng, cô ta cũng có thể lấy đi lọ thuốc của bạn, hất bát nước bẩn lên người bạn, video thăng thu âm. Vì tài khoản của tiểu đội bát quái chỉ mới tạo nên không được chú ý, hơn 2 tiếng sau khi đăng cũng không có mấy người xem. Nhưng 2 tiếng sau, chính là 11 giờ đêm, bài này giống như được cột vào tên lửa mà phóng lên trời, được mấy ngàn người comment và xe sau đó ngày càng nhiều hơn nữa. Đến 12 giờ khuya, tiểu đội bát quái hoàn toàn hot. Người nước ngoài một a. À, trời ơi, chat phá rắc một người đàn bà đùa bỡn, đúng là sự sỉ nhục của đàn ông người nước ngoài hai không 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 đây không phải là trọng điểm trọng điểm là lucas xinh đẹp sao có thể rắn rết như vậy sao có thể bình tĩnh nói muốn giết chết chất như thế trả lại thiên sứ xinh đẹp cho tôi người nước ngoài ba câm miệng đi đàn bà độc ác như vậy nên sớm bị bắt còn thiên sứ cái gì cô ta như vậy chỉ có thể là ác ma mà thôi người nước ngoài bốn nhưng ngẫm lại tài khoản tiểu đội bát quái này có tin tức rất nhanh nhạy nha còn có thể ghi lại chứng cứ rõ ràng chính xác như vậy. Chật chật, đây chính là đại bát quái. Trực giác nói cho tôi biết, sau này nhất định phải thường xuyên để ý đến tiểu đội bát quái, không chừng sẽ có tin tức đáng kinh ngạc. Tư không dịch đọc bình luận của cư dân mạng rồi cười há há mấy tiếng, mấy ngày này nhất định phải đào thêm bát quái, không thể phụ tấm lòng nhiều chuyện của bạn bè quốc tế nha. Yến khôn bên cạnh nhìn cậu như vậy, không nhịn được bật cười lắc đầu, đúng là vừa lanh lợi vừa đáng yêu anh đàm phán thế nào? Thuận lợi chứ, có cần em bảo tiểu đội bát quái giúp anh không? Tư không dịch đăng tin xong, cực kỳ thỏa mãn quay đầu lại nói. Yến khôn giơ tay nhéo mặt cậu một cái, đàn em của anh không thể yếu hơn của em. Nhóm người Richard chỉ muốn kéo dài thời gian mà thôi, bọn anh kiểm tra hàng của đối phương xem có đạt yêu cầu hay không, cần sắp xỉ 7-8 ngày, chính thức ký hợp đồng cũng phải đến hết năm. Không vội, so với anh, bọn họ còn gấp hơn chỉ cần đề phòng bọn họ cho cùng đường quay lại cắn là được. Tư Không Dịch nhìn vẻ tự tin kiêu ngạo của Yến Khôn, cảm thấy người này đúng là quá đẹp trai. Thế là trong vòng một tuần lễ tiếp theo, Tư Không Dịch gấp rút quay quảng cáo cho xong, phim truyền hình cũng quay được hơn phân nửa, chỉ còn một cảnh cuối cùng. nửa đường Yến Khôn và mấy người Minh Hoàng còn tâm huyết dâng chào cùng Tư Không Dịch luyện tập bác cua. Kết quả, cậu cảm thấy thật may mắn vì tổng tài này không tiến vào giới giải trí nếu không phòng chừng một mình hắn đã chắn hết đường sống của người khác. Mà nhóm Minh Hoàng cũng âm thầm đấu với mấy nhóc đại hoàng một trận, kết quả cuối cùng, Tống Tranh và Minh Hoàng ôm đầu khóc lóc, cảm thấy bị 10.000 điểm bạo kích làm tổn thương. Lão Hắc và Lý Thanh khá hơn một chút, nhưng ánh mắt nhìn đại hoàng, đại hoa và tiểu bạch đầy quỷ dị. Đến ngày 20, Yến khôn lên máy bay về nước. Tư không dịch quay phim ngày cuối cùng mà trong lòng không yên ngày 22 chính là 30 Tết âm lịch, nhìn tình hình này phòng trưởng Yến Khôn sẽ không trở lại. Tư không dịch ngồi trong biệt thự ăn kem, cảm thấy tâm trạng cũng như ly kem này, lạnh thấu tim. Hết lần này đến lần khác, thời tiết trên một chân tham gia náo nhiệt, bên ngoài tuyết bay đầy trời, cậu nhìn ra cửa sổ, cảm thấy như thiếu đi cái gì đó. Ngày 22, cũng là 30 Tết âm lịch, tư không dịch dẫn đàn em đi dạo phố phường New York. Ở nước ngoài có một điểm tốt là sẽ không bị phen vây quanh, hơn nữa vì không đón năm mới nên đường phố vẫn rất đông người. Tư không dịch hiếm khi hào phóng một lần, vừa ra cửa là bắt đầu mua sắm, một đường mua đến buổi trưa. Sau đó cậu vừa ăn hot dog vừa đi trên đường phố náo nhiệt, bước chân ngày càng nhanh. Gâu, tiểu chủ nhân cẩn thận, có người theo dõi chúng ta. meo đi mau, hình như bọn họ có súng. Bước chân tư không dịch hơi khượng lại, sau đó rất khoát quẹo vào một trung tâm thương mại lớn, nhanh chóng chen vào đám đông, cậu lấy một cái áo khoác màu trắng trong ba lô trên lưng ra. Không cần nghĩ cũng biết, người theo dõi cậu còn mang súng, trừ đám người gặp ở sân bay thì không còn ai khác. Chương 109, Tư Không dịch phản ứng cực kỳ nhanh, nhanh đến nỗi làm ba tên theo dõi cậu choáng váng. Bọn chúng vốn nghĩ bắt cóc Tiểu Minh Tinh này chỉ một phút là xong, dù bên cạnh cậu ta có chó mèo đi nữa thì cũng chỉ là pet mà thôi căn bản không đủ làm người ta sợ hãi nhưng tình huống hiện tại làm bọn chúng bất ngờ thằng nhãi này giống như đột nhiên mọc con mắt sau lưng lập tức tăng tốc vọt vào trung tâm thương mại nháy mắt đã không thấy bóng dáng làm sao đây boss đã ra lệnh phải bắt thằng nhãi kia nếu không yến khôn về nước không quay lại nữa thì chúng ta coi như uổng công một người da đen cao lớn mặc quần thể thao lên tiếng bên cạnh là một tên da trắng đeo kính dâm lục soát bảo con đo xem camera giám sát, nhất định phải tìm được hắn. Hiện tại bên cạnh hắn không có thuộc hạ của Yến Khôn, chính là lúc hắn yếu nhất, nếu bây giờ chúng ta không bắt được hắn, đến lúc Yến Khôn quay lại càng không có cơ hội. Người da trắng lạnh lùng mở miệng, sau đó hắn và người da đen kia nhanh chóng tìm kiếm trong trung tâm thương mại. Lúc này tư không dịch đã đổi áo khoác trắng, tùy tiện mua một cái nón màu nâu trong trung tâm thương mại đội lên cậu và bọn nhóc từng người tìm cơ hội ra khỏi trung tâm thương mại, sau đó trực tiếp về biệt thự. Tuy lúc này Yến Khôn không ở Mỹ, nhưng nhóm người lão hắc đều ở lại. Chỉ cần có thể về đến khu biệt thự, nhóm người theo dõi cậu chắc chắn không thể làm gì được. Mà cậu còn có tiểu văn và tiểu bạch bên cạnh, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì lớn. Trừ phi đối phương phái tay súng bắn tỉa tầm xa đến bắn cậu. Tư không dịch nghĩ như vậy rồi lại bật cười, chuyện này sao có khả năng chứ? chỉ là bàn chuyện làm ăn mà thôi mua bán phải thấu tình đạt lý coi như không đàm phán thành công cũng không đến nỗi giết người chứ ừm cậu tin tưởng chị an sẽ không kém như vậy kết quả nửa tiếng sau tư không dịch bị hung hăng vào mặt cậu không cảm xúc nhìn bạn bè quốc tế đang la hét xung quanh tài xế taxi liên tục chửi bới xít xít xoàng một tiếng cửa sổ xe taxi phía sau bị bắn thành cái mạng nhện tài xế đập mạnh tay lên vô lăng tư không dịch cho là ông ta sẽ chửi xít ông ta lại đột một đạp thắng xe quay đầu giống cậu xuống xe tư không dịch lập tức ngơ ngác tại sao tôi lại phải xuống bên ngoài rất nguy hiểm tài xế tức giận gào một tiếng người phương đông xào quyệt đừng tưởng ông đây không biết làn đạn kia hướng về cậu dù ông lái thế nào nó cũng nhắm bắn xe ông nhất định là mày không đòi tiền là tốt lắm rồi mau xuống xe Tư không dịch cảm khái trí thông minh của ông chú tài xế nước ngoài này, nhưng cậu cũng không ngu, lúc này mà xuống, không có xe che chắn, dù có Tiểu Văn, Tiểu Bạch và cỏ nhỏ bảo vệ cũng khó tránh kết quả bị một phát súng đoạt mạng nha. Vậy nên chú à, xin lỗi nha. Tư không dịch cười hì hì với tài xế, ông ta vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên cảm thấy cổ hơi ngứa, sau đó cả người buồn ngủ không chịu nổi. Cậu thấy vậy nhanh chóng chuyển ông chú tài xế qua ghế phó lái còn cậu thì ngồi sau tay lái chỉnh chỉnh này nọ rồi lái xe về phía trước lúc này ba tên bắt cóc trong chiếc buýt thấy taxi không dừng lại mà còn không biết sống chết chạy về phía trước chúng lập tức cười lạnh một tiếng ồ không chừng đó chính là một tài xế phương đông nửa ngày cũng không biết chúng ta đang cảnh cáo hắn nếu hắn đã không biết tốt xấu thì đừng trách chúng ta đến lúc đó chỉ cần không giết người là được rồi đi đuổi theo tư không dịch lái chiếc taxi thể nghiệm đãi ngộ của siêu sao đi đến đâu là có người la hét đến đó, vấn đề là cậu lái xe không thành thục, hơn nữa phía sau có người đuổi theo, còn thỉnh thoảng bắn một phát. Mặc dù không đến nỗi luống cuống tay chân nhưng cậu cũng hoảng hốt, lái bừa mà không nhìn được, không những lái ra ngoại ô mà còn chui vào ngõ cụt. Tư không dịch nhìn bức tường trước mặt, hận không thể dứt khoát lái xe đâm sập luôn, không chừng có thể giống trong phim, đâm thành một lỗ trên tường, sau đó thoát khỏi vòng vây đáng tiếc đây không phải là xe của cậu cậu còn làm ông chú tài xế này liên lụy thật sự không thể làm bậy hơn nữa cậu không giỏi đánh tầm xa cậu thiên về cận chiến hơn tư không dịch nghĩ vậy bèn cắn răng dừng xe lại trong lòng thầm nghĩ cậu ngược lại muốn xem đám người này có ý gì chỉ cần không phải một phát bắn bỏ cậu dù cho cậu thời gian một hơi thở cậu cũng có thể bất bại bọn rách thấy đuổi theo gần một tiếng đồng hồ cuối cùng chiếc xe taxi cũng bị chúng dồn vào ngõ cụt, chúng nhướng mày hớn hở, giữ tợn vọt xuống kéo tài xế taxi bên ghế phó lái xuống, hung hăng đấm ông ta một cái, làm tài xế sắp tỉnh lại hôn mê tiếp. Cho mày chảy, tư không dịch bên cạnh chập một tiếng, tiểu văn nhanh chóng trích mỗi tên một phát. Sau đó cậu mới yên tâm giơ hai tay lên, mấy người, tài xế vô tội. Không phải các người đuổi theo tôi sao? Rách thấy sai người bèn bực bội chửi một tiếng, sau đó hắn nhìn tư không dịch, cao mày khó hiểu nói, nhìn mày cũng thường thôi, sao có thể mê hoặc yến khôn vậy. Tư không dịch nghe thế quả thật không biết phải phun tào thế nào, cậu đã nghe đủ loại bình luận về ngoại hình của cậu, nhưng đây là lần đầu tiên có người nói cậu xấu xí. Cậu chỉ có thể chân thành nhìn rách nói, có thể anh ta cảm nhận được vẻ đẹp bên trong của tôi. Khóe miệng rách giật một cái, giơ khẩu súng trong tay hung tợn nói, câm miệng. Ngoan ngoãn đi theo bọn tao, nếu không mày chờ chết đi. Mặc dù lúc này Tư Không Dịch có thể dễ dàng làm ba tên này sống không bằng chết, nhưng nếu cậu làm vậy, không chừng phe địch sẽ phái càng nhiều tên đuổi giết cậu. Tuyệt đối không thể làm chuyện nguy hiểm như vậy, huống chi lúc này cậu còn đang hờn dỗi người nào đó, ba mươi Tết ném bạn trai bạn đời tương lai ngây ngô một mình ở nước Mỹ, xảy ra chuyện để hắn sốt ruột một chút mới được. Phòng trường mấy tên này bắt cậu chỉ vì chuyện làm ăn của Yến Khôn. Thế là sau khi tư không dịch bị áp giải lên xe, cậu sờ đầu tiểu bạch hỏi một câu, ba vị, tôi chỉ là một tiểu minh tinh mà thôi. Hẳn là không làm gì trêu chọc đến chuyện của các người chứ. Sao mấy người lại phải đuổi giết tôi? Mấy người hành động ồn ào như vậy, không sợ cảnh sát sao? Ba tên kia nghe cậu hỏi vậy phách lối cười lớn. Thật lâu sau một người da trắng mới trả lời, tụi tao đã chuẩn bị lo liệu quan hệ trước hết rồi, huống chi dọc đường không làm ai bị thương chuyện này chỉ là một trò đùa sai mà thôi điều động cục cảnh sát làm gì mà mày ai bảo mày tìm một kim chủ không có mắt không biết điều thì bị trừng phạt thôi tư không dịch nghe vậy ha hả trong lòng rốt cuộc ai mới không biết điều để tao chờ xem một giờ sau tư không dịch bị đưa vào một căn biệt thự sang trọng ở ngoại ô nói là biệt thự cậu lại cảm thấy nơi này có thể gọi là một tòa lâu đài nhỏ sau khi vào trong cậu bị đầy ngồi xuống sofa cũng không ai thô bạo với cậu nhưng những hình ảnh ở đây làm cậu thấy bẩn mắt chỉ thấy richard thong thả ngồi trên sofa bằng da thật có một người phụ nữ xinh đẹp và một người đàn ông anh tuấn đang đấm bóp cho ông ta nói là đấm bóp nhưng bàn tay người phụ nữ kia đã di chuyển đến địa phương không thể miêu tả tên đàn ông cũng không kém cạnh bàn tay vuốt ve ngực richard đầy tình sắc tư không dịch bảo bảo mới trưởng thành mấy người làm vậy nhóm phen chị gái Bác gái, mẹ hiền mà biết sẽ dùng nước miếng dìm chết mấy người. Nhưng cậu nhanh chóng không có tâm tư nghĩ đến các fan, cậu trợn to mắt nhìn đôi nam nữ trước mặt, bắt đầu lo lắng cho fan của hai người này. Má nó, má nó, má nó, Tiểu Văn, mày mau nhìn giúp tao. Đây có phải là Luis và Jenna không? Không phải hai người là cặp vợ chồng kiều mẫu nổi tiếng ở Mỹ sao? Má nó, bọn họ chỉ kết hôn trên danh nghĩa thôi hả? Richard vừa hưởng thụ Louis và Jenna hầu hạ, vừa hài lòng nhìn tư không dịch lộ vẻ mặt kinh hoàng. Ông ta cảm thấy tư không dịch bị khí thế vương giả của bản thân làm khiếp sợ nên mới lộ vẻ mặt như vậy, nhưng nếu ông ta cẩn thận quan sát sẽ biết, tư không dịch sợ hãi như vậy chỉ vì phim con heo trước mặt. Tiểu Bạch, nhanh chụp lại, tin tức này có thể làm toàn bộ giới giải trí cả nước Mỹ chấn kinh đây. Ảnh đế và vợ cùng ra trận, quả nhiên bạn bè quốc tế thật cởi mở. Bên này Tiểu Bạch không cần phải nhắc đã ngồi trong góc bắt đầu lén quay chụp. Bên kia Tiểu Văn không tiếng động chích cho mỗi người trong biệt thư một mũi virus, cho mày xỉu mày liền xỉu. Bảo đảm Tiểu chủ nhân an toàn mới không tiếng động bay trở lại. Tư không dịch tiên sinh, cậu không cần sợ, tôi chỉ muốn mời cậu đến uống trà mà thôi. Richard bày vẻ mặt như cho sói đóng giả bà ngoại, mỉm cười nói, nghe nói hôm nay là 30 Tết Trung Hoa, là ngày đoàn viên, chật chật tư không dịch nhướng mày nhà tôi không có người nào khác chỉ có đám thú cưng vậy nên đối với tôi có ngày này hay không cũng giống nhau mà thôi richard cười bưng tách cà phê trên bàn lắc đầu một cái ha ha sao có thể giống được tuy không có cha mẹ nhưng không phải cậu còn có tình nhân sao yến tổng cũng thật là rõ ràng là đích thân đưa cậu đến đây còn cùng cậu đi quay phim và du ngoạn nhưng vào ngày quan trọng nhất lại quay về nhà điểm này không tốt rồi sao có thể để người đẹp như cậu cô đơn như vậy chứ? Cậu xem, như tôi đây, tôi tuyệt đối sẽ không để mỹ nhân cô đơn, tôi thích Jenna nhất nhưng Louis cũng rất tốt, vậy nên tôi liền ở bên cạnh bọn họ. Cậu nhìn đi, bây giờ chúng tôi càng vui vẻ, đúng không? Khóe miệng tư không dịch giật một cái, đúng vậy, đến lúc đó ông vui vẻ rồi bị thượng mã phong, sau đó chết trong vui vẻ luôn. Thượng Mã Phong hay còn gọi là Phạm Phong, có một số nơi người ta gọi là trúng phong, trúng phòng, là một hiện tượng có thể gây đột tử hoặc để lại di chứng ở con người khi sinh hoạt tình dục ở một số điều kiện nhất định. Đồng y gọi là trứng tẩu dương, nếu trứng tẩu dương xuất hiện khi đang giao hợp gọi là thượng mã phong, nếu xuất hiện sau khi đã giao hợp xong gọi là hạ mã phong. Tôi và Yến Tổng không phải là loại quan hệ đó, ông bắt tôi cũng vô dụng. Richard cười lắc đầu, từ không dịch tiên sinh, nếu tôi đã bảo thuộc hạ dẫn cậu tới thì tôi rất chắc chắn cậu là người quan trọng với Yến tổng. Hay là chúng ta đánh cược, thế nào? Đánh cược gì? Tư không dịch cảm thấy gã này muốn kiếm chuyện. Ha ha, Richard không nói tiếp mà dứt khoát gọi điện thoại, chỉ chốc lát đã được bên kia bắt máy. Giọng nói lạnh lùng của Yến Khôn truyền đến trong điện thoại, "Richard, chuyện gì?" "Tốt nhất nói ngắn gọn thôi, bây giờ tôi rất bận." Richard cười phá lên, "Thật khéo, Yến tôi cũng không muốn nói nhiều với cậu làm gì, một câu là đủ rồi. Tốt nhất trước 8 giờ tối nay cậu phải đến biệt thự của tôi, nếu không tình nhân của cậu sẽ mất mạng. À, ngoại hình cậu ta cũng được lắm, lại là một minh tinh, có lẽ không phải mất mạng mà là được rất nhiều người yêu thương đó. Hai mắt tư không dịch lạnh lẽo, tiểu văn dứt khoát xong lên chích cho Richard thêm một mũi virus. Một lúc sau điện thoại di động mới truyền đến giọng của Yến Khôn, giọng nói của hắn gần như không thay đổi, nhưng tư không dịch lại có thể cảm nhận được người bên kia đã xù lông, ông bắt cóc tiểu dịch. Richard cười đắc ý, tôi chỉ mời cậu ta đến làm khách thôi. Nhân tiện muốn mời cậu bàn lại chuyện giao dịch hợp kim. Yên tâm đi Yến, chỉ cần cậu đến đây đúng giờ, tôi nhất định không làm chuyện gì quá đáng với bảo bối tâm can của cậu đâu. Yến khôn cười lạnh một tiếng, sau đó dứt khoát cúp điện thoại. Richard hơi bất ngờ khi không nghe được âm thanh thức đến khó thở của Yến Khôn, thế nhưng ông ta tin tưởng sự điều tra của ông, cho dù tư không dịch không phải là tình nhân của Yến Khôn, chỉ là bản thân thôi cũng đủ làm Yến Khôn sợ ném chuột sợ vỡ mình, phải chạy tới cúi đầu thuần phục ông ta. Nghĩ đến một tên cực kỳ ngạo mạn, vĩnh viễn không nhường bước một ai chỉ lát nữa thôi sẽ cúi đầu trước mặt ông ta, Richard có một loại hưng phấn khó hiểu, vì thế ông ta dứt khoát giơ tay kéo Jenna ngồi lên đùi hung hăng nhào nặn hai bánh bao đầy đặn của cô ta, ngay trước mặt tư không dịch mà bắt đầu làm bừa. Tư không dịch, may mắn bọn họ chỉ sờ sờ hôn hôn, nếu không tư không dịch có thể bị bọn họ làm buồn nôn đến chết. Bây giờ là 2 giờ chiều, nếu lúc này Yến Khôn xuất phát từ Trung Quốc, chạy hết tốc lực mới có khả năng đến đây trước 8 giờ. Tư không dịch nhìn một màn bừa bãi kia một lúc lâu, dường như Richard không nhịn được nữa, ra lệnh cho Jack và sáu tên vệ sĩ một tiếng, sau đó dẫn jenna và luis đi lên lầu không cần nghĩ cũng biết bọn họ muốn làm gì cậu ngồi yên trên ghế sofa từ từ nhắm hai mắt lại bảo tiểu văn đi nhìn một chút tiểu văn vo ve hai tiếng bên tai cậu rồi bay lên lầu một lúc lâu sau tư không dịch lại nghe thấy tiếng vo ve bên tai gần đây em mới nghiên cứu một loại virus mới có thể làm cho người ta xa vào chuyện này không thoát ra được phòng chừng bọn họ có thể làm đến một ngày một đêm sau đó Ừm, một ngày một đêm này làm hết cả đời của bọn họ luôn. Tiểu chủ nhân thấy virus này thế nào? Tư không dịch nheo mắt, nghiêm túc khen ngợi tiểu văn, sau này đối phó với cha nam cha nữ, virus này chính là hóa thân của chính nghĩa. Tiểu văn rất vừa lòng vo ve vài tiếng, một tiếng đồng hồ cứ như vậy trôi qua. Trong vòng một giờ này, rách lên lầu xem xét ba người Richard còn đang làm quên trời quên đất. Tiếng rên dâm đáng của Jenna vang vọng khắp căn biệt thự hai tầng, khiến cho người ta nghe mà dục dịch mặc dù tư không dịch nhắm mắt nhưng cậu có thể cảm nhận được hơi thờ táo bạo và nguy hiểm trong không khí lúc cậu cảm giác được có người đến gần cậu lập tức mở mắt ra con người tối đen mà thâm túy lóe lên một tia sáng cực kỳ sắc bén và mê hoặc người khác một tên vệ sĩ da trắng đang vươn tay ra hắn thấy tư không dịch đột nhiên mở mặt đầu tiên là hơi khựng lại sau đó nuốt nước bọt thật sự mặc kệ giơ tay nắm bả vai tư không dịch Ollie, mày định làm gì gã đàn ông da trắng tên là oli nắm vai tư không dịch không buông không phải hắn chỉ là một minh tinh sao chẳng phải minh tinh là kỹ nữ trời sinh để người ta chơi đùa à? tao không động đến hắn tao chỉ bảo hắn giải buồn cho tao thôi gã vừa nói xong bàn tay từ bà vai trượt xuống nắm tay tư không dịch kéo tay cậu ấn vào cậu em của gã rách và mấy tên vệ sĩ kia còn chưa kịp phản ứng tư không dịch đã rút mạnh tay về sau đó hung hăng đá một cú vào em trai nhỏ của gã Holly, cú đá kia cậu dùng hết toàn bộ sức lực, trực tiếp đá gã phế luôn. á, à, Oli ôm phía dưới đau đớn lăn lộn dưới đất. bọn người rách lập tức cầm súng nhắm ngay Tư Không Dịch. cậu nhìn khẩu súng chỉ cười lạnh một tiếng: rác rưởi, mày là cái thá gì mà dám làm bẩn tay tao? tuy nhóm người rách tức giận với hành động của Tư Không Dịch nhưng cũng không thể làm gì cậu, dù sao cũng là Oli tự tìm lấy. Ngay lúc sách định uy hiếp để tư không dịch ngoan ngoãn một chút, bỗng bên ngoài truyền đến tiếng máy bay trực thăng, bọn hắn vừa định cẩn thận lắng nghe thì một tiếng nổ đinh tai nhức óc đột ngột vang lên ngay trong khu biệt thự. Chít 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 chít, trời đất, yên phiếu cơm lái máy bay bắn nổ nhà, tiểu chủ nhân, mau nằm xuống. Lúc này tư không dịch vẫn còn ngơ ngác, ngay sau đó cậu bị đại hoàng đẩy ngã nhào xuống đất, vừa ngẩng đầu lên liền nghe thấy tiếng nổ mạnh ầm ầm liên tiếp không ngừng khắp bốn phía biệt thự. Đây cũng, quá hung bạo, Richard nổi giận lao xuống từ lầu 2, xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì, ai dám tập kích tao? Ngay lúc đó, toàn bộ mọi người trong biệt thự nhìn thấy cánh cửa bị một người hung hăng đá văng, bụi đất bay lên mù mịt, Yến Khôn mặc áo khoác và tây trang màu đen xuất hiện, đầu tóc hơi lộn xộn lại có vẻ càng thêm lạnh lùng ngạo mạn, hắn đạp giày ra từng bước đi tới. Richard, ông tìm tôi uống trà chiều à? Tư không dịch, chết cha ông nội này không đeo kính. chương 110, Yến Khôn đứng thẳng trong đại sảnh dung chuyển không ngừng, giống như căn phòng không hề lắc lư liên tục, còn thỉnh thoảng rơi vài món trang sức. Mấy người trong biệt thự, gồm cả tư không dịch đều khiếp sợ và ngơ ngác, quần áo trên người Richard lộn xộn không trình, ông ta chật vật vịn cầu thang giống to, Yến Khôn. Tại sao mày lại ở đây? Mày, sao mày có thể quay lại sớm như vậy? Richard nói xong, vẻ mặt bắt đầu thay đổi liên tục, có phải mày vốn không đi cố ý ở lại đây chờ tao thế là mấy tên trong đại sảnh nhìn yến khôn lộ ra vẻ trào phúng yến tổng phủi phủi áo khoác dính bụi không coi ai ra gì mà thong thả đi đến trước mặt tư không dịch chậm rãi ngồi xổm xuống vươn tay ra vốn muốn cho em một kinh hì đáng tiếc em bị thương à tư không dịch nhìn hai mắt chuyên chú thậm chí là thâm tình của yến khôn không hiểu sao cậu lại không nhìn thẳng hắn được cậu ho khan hai tiếng giơ tay đặt vào lòng bàn tay hắn, sau khi được hắn kéo lên, đại não cậu mới chuyển động, hiểu được hai chữ kinh hỉ là có ý gì. Hẳn là ngay từ đầu người này đã quyết định hôm nay bay đến bên cạnh cậu, đúng không? Kết quả lại bị Richard phá hủy. Nghĩ thông suốt điểm này, khóe miệng tư không dịch không khống chế được nhếch lên. Cậu ngừng đầu yên lặng nhìn Yến Khôn, cặp mắt phượng xinh đẹp sáng ngời. Dù cậu không nói câu nào nhưng Yến Khôn cũng có thể nhìn thấy được vẻ cao hứng trong mắt cậu và cả tình cảm yêu thích của cậu đối với hắn. Yến Tổng nhịn không được cười khẽ một tiếng, phẫn nộ suốt dọc đường ngồi máy bay tan biến hơn phân nữa, hắn nhẹ nhàng vuốt ve khoe mắt tư không dịch, đè nén ý tưởng điên cuồng trước kia. Một người hoạt bát như vậy, nếu nhốt cậu lại mới là sai lầm lớn nhất. Dù anh muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân thì cũng nên cân nhắc tình huống thực tế chứ. Tư không dịch bắt đầu oán giận, trên thực tế khóe miệng cậu sắp cong lên đến mang tai luôn rồi nhìn xem anh làm biệt thự của người ta biến thành cái dạng gì rồi còn nữa sao không suy xét đến sự an toàn của em lỡ như em bị thương thì sao yến khôn cười khẽ một tiếng em thông minh như vậy tất nhiên có thể trốn được không có việc gì còn về biệt thự lúc yến khôn quay đầu lại thì gương mặt đã trở nên lạnh lùng hắn nhìn richard dôn dày như cái sàn dây chấu nói nghe nói ông giàu làm phải không tôi giúp ông không mất tiền phá bỏ nơi này rời đi nơi khác không cần cảm ơn tôi. Lúc này Richard mới phản ứng lại, gương mặt đã thành màu gan heo, yến khôn. Mày định xé mặt với công ty Hades sao? Mày không sợ chúng tao trả thù hả? Richard vừa dứt lời, sáu tên vệ sĩ trong nhà đã bị nhóm người lão hắc khống chế trói lại, mà bản thân Richard cũng bị tống tranh và lý thanh đá xuống cầu thang, kéo như chó chết đến trước mặt Yến Khôn. Đến lúc này Richard mới ý thức được ông ta đã làm một chuyện cực kỳ ngu xuẩn. Yến Khôn nhấc chân dẫm mạnh xuống vai Richard, hai mắt sắc bén như dao, khoe miệng khẽ nhếch, hệt như một tên ác ma, mấy câu này tôi trả lại cho ông. Ông không sợ tôi trả thù à? Richard cảm thấy bả vai như bị người ta dẫm nát, đau đớn cực hạn làm ông ta gào to, đáng tiếc lúc này không có một ai đến giúp ông ta. Yến Khôn dứt khoát đá lão vang ra, sau đó kéo Tư Không Dịch đi ra ngoài. Anh dẫn em đi mua sắm, tối nay anh làm thịt kho đông pha, sườn kho tàu đầu cá băm tiêu, tôm om dầu cho em được không? Đêm 30 Tết, chúng ta đoàn viên cùng nhau trải qua. Tư không dịch nghe tên mấy món ăn mà muốn chảy nước miếng, đặc biệt thành thật gật đầu. Dù là đại hoàng và đại hoa, liên tục hơn 10 ngày ăn thức ăn nước ngoài, thức ăn ở phố người hoa có hương vị rất kỳ quái, lúc này có thể ăn đồ Trung Quốc chính thông, quả thật hận không thể vẫy đuôi. Mèo méo, có phiếu cơm là tốt nhất, gâu, đúng vậy đúng vậy, biết nấu cơm, sẽ mua sắm, còn có thể làm ấm giường, giúp đánh nhau. Tiểu chủ nhân, em cảm thấy anh lời rồi đó, có thể thăng cấp phiếu cơm lên thành bạn đời. Đừng làm kiêu, nhanh chóng giao phối đi. Bước chân tư không dịch khượng lại, Yến khôn đỡ cậu hỏi, em bị thương hả? Chân có sao không? Cậu ạch một tiếng, cũng không thể nói là do nghe mấy câu sứt sẹo của đại hoàng, không sao, trượt chân thôi. Yến khôn nhìn cậu không nói lời thật lòng, bỗng nhiên nhướng nhướng mày sau đó đột ngột ôm vai cậu rồi lùi một bước tay kia ôm người nhấc lên tư không dịch cứ vậy bị hắn bế lên ôm công chúa cả người cậu ngơ ra hai mắt trợn to như chuông đồng nhìn mặt yến khôn không biết nên phun ra hay là e thẹn nép vào ngực hắn mới đúng chỉ có tiểu bạch là điên cuồng kêu chút chít a a a ôm công chúa ôm công chúa ôm công chúa em thấy trong phim truyền hình rồi rất muốn được ôm một cái tiểu chủ nhân đừng làm kiêu giao phối đi phiếu cơm như vậy khó tìm lắm khóe miệng tư không dịch co giật hơi muốn phun tảo yến khôn ngoan ngoãn đừng lộn xộn anh lo lắng muốn chết để anh ôm một lát đi tâm trạng yến tổng không tồi ôm tư không dịch mắt nhắm như chết lên máy bay trực thăng lúc lên máy bay hắn quay đầu nhìn thoáng qua ngôi biệt thự rồi nói với minh hoàng nổ minh hoàng lập tức đứng nghiêm còn giơ tay chào vâng trưởng quan tư không dịch hơi xấu hổ mà lại có chút thỏa mãn xuyên qua cửa sổ nhìn biệt thự ở vùng ngoại ô của richard bị nổ tan tành ôi lãng phí tiền bạc yến khôn ở bên cạnh cười nhạo giọng nói kiêu căng anh có thể cho em cả tá biệt thự loại này chỉ cần em theo anh đi đăng ký kết hôn tư không dịch tuyệt đối không ngờ đề tài lại kéo đến chuyện kết hôn thế nhưng chuyện hôm nay đúng là làm cậu có cảm giác muốn thăng cấp cho bạn trai chuyện này giấy hôn thú của cặp đôi đồng tính không được thừa nhận mà yến khôn nhướng mày anh thừa nhận là được em còn muốn ai thừa nhận chỉ cần anh thừa nhận là nó có công hiệu anh không thừa nhận nó là vàng cũng vô dụng cậu cảm thán ngài thật là ngang ngược khí phách yến khôn ôm eo tư không dịch bây giờ em mới biết hả nhưng so với anh em cũng vậy thôi vừa rồi lão hắc nhắn tin nói có một tên vệ sĩ bị đá nát trứng là em đúng không tư không dịch ha hả cười lạnh hai tiếng tay ông đây để cho hắn chạm vào hả làm chết hắn. Yến khôn cúi đầu nhìn, không riêng gì tay, ngay cả eo và cả người của cậu đều nằm trên người hắn, vừa lòng mà nở nụ cười, trở về lại làm gà kho ớt cho em. Được đó, đi mua đồ Tết trước đi, câu đối cửa gì đó đều mua hết, đã rất lâu rồi em không đón Tết với người khác. Yến khôn cười khẽ, ôm chặt người yêu vào lòng, lúc này, Richard bị lão hắc ném ra khỏi biệt thự như ném đống rác, sau đó mở mắt chừng chừng nhìn ngôi biệt thự của ông ta bị nổ tan tành. Nửa đường Louis và Jenna cực kỳ chật vật chạy ra, ngay cả quần áo cũng không mặc, may mắn nơi này là ngoại thành, nếu không bọn họ sẽ xấu hổ mà chết. Richard muốn phát điên, bọn bay phải chết, đồ khốn nạn rác rưởi. tụi bay chờ công ty Hades trả thù đi, tổng tài sẽ không bỏ qua cho tụi bay. Lý Thanh nghe thế không sợ mà còn bật cười hắn tiện tay ngậm một cọng cỏ khô ngồi xổm xuống trước mặt richard ngoài cười nhưng trong không cười nói tên này ngu như vậy sống đến hôm nay cũng không dễ dàng nhỉ lúc này tổng tài công ty hades nhất định hối hận muốn chết ngay cho rõ đây đầu ngu chuyện làm ăn lần này là công ty hades của các người chủ động tìm yến thị của chúng ta muốn ký hợp đồng siêu hợp kim của chúng ta mới quan trọng loại súng bọn mày mới nghiên cứu ra không thể so sánh được mấy thư súng ống đó cho bọn tao một tháng là có thể thiết kế ra vài loại, tụi mày nghĩ mày trâu bò lắm à? Nếu không phải tụi bây hứa hẹn cho chúng tao giá yêu đãi và đi thăm phòng nghiên cứu mới, tụi bây nghĩ bọn tao sẽ đáp ứng à? Vậy nên lo lắng công ty Hades trả thù không phải là bọn tao, mà là ông đó, cái tên ngu xuẩn làm hỏng chuyện làm ăn. Bình thường làm không ít loại chuyện ép người ta ký hợp đồng, đoạt tài nguyên đúng không? Ha, nghĩ ai cũng là bánh bao, quả hồng mềm cho người ta nắm à? Ít nhất Yến thì chúng tao là kim cương sắt thép, ông nắm không nổi còn có thể bị tát chết. Lý Thanh nhìn gương mặt ngày càng tái nhợt và hoảng sợ của Richard, phun cọng cỏ trong miệng ra, đồ ngu, tự tìm chết, tự lo thu dọn đi. Lão Lý, nói gì với lão ta thế? Nhanh đi về thôi, tối nay lão đại không có khả năng nấu cơm cho chúng ta, nhưng có thể đi ăn ké, để tiểu dịch giúp chúng ta có một nồi lẩu tối nay ăn lẩu thêm sủi cào, còn phải xem chương trình đêm giao thừa, đừng chậm trễ. Lý Thanh vui vẻ hớn hở, thong thả bỏ đi, lưu lại Richard sống không bằng chết. Sao ông ta lại ngu xuẩn như vậy, sao lại ngu như vậy? Ông ta nên sớm biết, nếu Yến Thị có thể làm tổng tài chủ động liên hệ thì tuyệt đối không phải là công ty nhỏ mặc người bắt nạt. Làm sao bây giờ, theo như lời Lý Thanh, hiện tại ông ta nên lo lắng chuyện bị tổng tài chất vấn. Nhớ lại thủ đoạn lạnh lùng tàn khốc của tổng tài, Richard rơi lệ đầy mặt ngồi dưới đất, gần một buổi chiều mà thôi, nháy mắt ông từ một nhân viên kỳ cựu cao cấp rơi xuống hai bàn tay trắng sao? Mặc kệ Richard thê lương sợ hãi thế nào, lúc này Tư Không Dịch và Yến Khôn đang cực kỳ vui vẻ đi dạo mua sắm. Có đại phiếu cơm cuốn bên cạnh, Tư Không Dịch ra sức mua sắm. Các loại hoa quả kỳ lạ chưa từng thấy qua, nguyên liệu nấu ăn này nọ chất đầy xe. Mà cậu và Yến Khôn một người cao lớn anh tuấn, một người thanh xuân hoạt bát, hai soái ca khác nhau đứng chung lại hấp dẫn vô số ánh mắt. Sau đó vui quá hóa buồn, Tư Không Dịch nghe thấy tiếng la hét không hề che giấu. "A, à, 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 à. tôi thấy ai, tôi thấy ai, Tiểu Dịch, Tư Không Dịch là Tư Không Dịch a a a a. A, cậu kêu la cái gì? Tư Không Dịch thì thôi, nhưng cậu thấy người bên cạnh không? Yến Tổng, là Yến Tổng. Trời, đất ơi, nhất định hôm nay mở mắt không đúng cách rồi. Tại sao trong siêu thị cực lớn ở Mỹ lại nhìn thấy nam thần và ông xã cùng đi mua thức ăn? Trời ơi, hai người thật xoái, làm tôi mặt đầy máu rồi. Tôi chỉ có một vấn đề, nam thần và ông xã cùng đi mua thức ăn, vậy là, bọn họ, ở cùng một chỗ sao? Thế là tư không dịch và Yến khôn bị một nhóm fan Trung Quốc vây quanh, không chỉ vậy, nửa tiếng sau, cậu và Yến tổng lại lên top Weibo trong nước tư không dịch mua thức ăn ở mỹ cũng lên top ông đây dễ dàng lắm sao có cho người ta sống hay không hết chương like và nhấn đăng ký để kênh mình ngày một phát triển hơn cảm ơn bạn đã lắng nghe